Trước giờ em có một mối tình rất là sâu đậm. Từ đó tới giờ chả quen ai. Cái tiêu chuẩn lại hơi giống bạn bé cũ một tí xíu. Cái gì trời? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường cùng bạn nữ bên kia và quý khán giả. Em tên là Phan Thường Duy, 26 tuổi, đang quản lý một vài phòng gym ở quận 7, quê em ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Em hiện tại thì đang ở với em gái của em. Rồi, Duy quản lý một cái phòng tập gym. Dạ. Người đang thùi lùi, đang thùi đầu cái chân luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, quý vị khán giả và anh bên kia. Em tên là Thanh Loan, năm nay em 24 tuổi, quê ở Vũng Tàu. Em hiện tại thì đang làm ở Sài Gòn. Em làm gì? Em làm nhân viên xuất nhập khẩu ạ. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Hồi đi học thì có mối tình vui vơ, rồi từ đó tới giờ chả quen ai. Trời đất ơi, ủa sao vậy? Hồi đi học á thì cũng có một vài bạn theo, nhưng hồi đó cứ nghĩ là học đã, học xong rồi tính. Thì tới lúc học xong đi làm mà do môi trường toàn là nữ, không có nam, tối về cũng không có ra ngoài nhiều nên cũng chả quen ai. Vậy lúc rảnh rỗi em làm gì? Thì cũng cà phê với bạn thôi chị. Rồi buồn vậy, chưa có. Vậy là mối tình đó có gọi tính là mối tình không? Ừ, được vài tháng chắc cũng tính. Tính luôn ha. Rồi bên kia. Dạ thì trước giờ em có một mối tình rất là sâu đậm và đã chia tay được hơn một năm. Bây giờ em tập trung cho công việc thôi. Sâu đậm là mấy năm bạn? Chỉ khoảng 3 năm. Nhưng mà có thể là sau mối tình đó thì có một khoảng thời gian là em không muốn quen mặt khác khác. Bây giờ nhắc lại bạn vẫn còn rưng rưng đúng không? Vẫn còn xúc động đúng không? Một chút. Một chút. Hiện tại thì đã dứt hẳn và em không còn thấy tiếc nuối nữa. Tình yêu cũ cho nó trôi qua đi. Bạn gái giới thiệu trước đi. Những cái điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì tự tin, cũng dễ hòa đồng. Còn điểm yếu mà làm em tự ti chắc là hát dở. Hát hay không bằng hay hát, có gì đâu tự ti. Mình muốn tìm một bạn trai thế nào hả bạn gái? Ngoại hình thì ưa nhìn, cao trên 1m7. Về tính cách thì em nghĩ là mỗi người của gia đình đó chị, biết chia sẻ, rồi tốt tính. Một người bạn trai sống tình cảm cũng hơi ướt át lãng mạn một chút, em thích không? Xến cũng được chị. Xến cũng được hả? Dạ. Bạn trai có lãng mạn không bạn trai? Có chị ạ. Mình hẹn hò đầu tiên đó, bạn tính tổ chức như thế nào? Em thích tới những phòng trà nhạc chỉnh, hoặc là những quán cà phê hay là những nhà hàng lãng mạn và nó ít xô bồ. Thì em nghĩ là đó là một điểm cộng để đúng vào mong muốn của bạn gái bên kia là cần một bạn trai lãng mạn một chút xíu. Lãng mạn gì đâu, đi coi ca nhạc thì cũng đâu có lãng mạn, mình phải làm gì mới lãng mạn. Dạ. Nó sẽ có nến, có hoa và có nhạc gì ạ? Em có thế mạnh gì? Rồi. Em rất là vui vẻ hòa đồng với mọi người. Em rất là trung thủy. Và khi em đã quyết định làm cái gì đó thì em sẽ theo tới cùng. Nhưng mà điểm yếu của em là em hơi khó tính. Cho bạn gái nói tiếp cái là hồi nãy mới nói bạn trai mình thích cái điểm nào rồi mình không thích cái điểm nào. Không quyết đoán, nhưng người nhu nhược đó chị. Em không thích gì ở người phụ nữ? Em không thích một người quá sensual, trang điểm đậm. Em thích một người chung thủy và biết làm việc nhà. Em biết nấu ăn. Em cũng không thích sự bề bộn nên thường thì em sẽ dọn phòng. Nếu mà cưới thì em làm dâu hả anh? Mẹ em rất là dễ tính, mà ở nhà anh thì còn một cậu út nữa, thì mẹ anh không cần em làm dâu đâu. Anh quyết định hay là mẹ anh quyết định? Dạ, em quyết định ạ. Nếu mà em hạnh phúc, em ở riêng hay em ở chung, ba mẹ cũng đồng ý thôi ạ. Qua kiểm chứng nãy giờ cô gái bển lo, nói là anh này ảnh cảm xúc á, nghe giọng anh nói chuyện qua bức rèm á là tưởng đâu anh vừa nói vừa khóc không á. Không có giọng như vậy. Nếu mà qua nghe để biết là có phải vậy không, là tao cho cái chất giọng. Dạ, nó hơi rè rè một tí xíu chị ạ. Bạn có tật xấu gì không? Đôi khi em giỡn hơi nhây một tí xíu. Bạn đồng nghiệp của em ví dụ đang buồn chẳng hạn hay đang thất tình gì đó thì em lại chọc cho buồn hơn. Có thể nghe hơi vô duyên một tí xíu. Vậy nhưng mà nhây mày là quá nhây. Bây giờ là mình tính khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ từ 28 tới 30 là ok à. Ví dụ trong 5-6. Mình có đặt ra một cái tiêu chí tìm bạn gái như thế nào, cái chuẩn như thế nào? Từ khi mà em có bạn gái cũ là mối tình đầu của em thì cái tiêu chuẩn lại hơi giống bạn gái cũ một tí xíu. Chứ gì trời. Thế em thấy hài lòng với bạn gái đó, cho nên em muốn là người sau này cũng sẽ giống như vậy. Là bạn ấy rất là ngăn nắp, đúng với em. Nhưng mà em ơi, em nghĩ cái điều nè. Nói ra nếu vậy như là khó. Em làm như vậy đôi khi là tội nghiệp với người sau này. Em cái gì cũng giống người bạn gái cũ hết trơn á, cái gì cũng nhắc lại gì đó, đôi khi lại gây tổn thương cho người ta. Chị hỏi là cái tiêu chuẩn thì em nói như vậy thôi chứ em không có áp đặt.
em không bao giờ áp đặt ai. Bây giờ em nói cái tiêu chuẩn em là ngăn nắp. Dạ. Chứ em nói phải giống bạn gái cũ em chi. Cái câu vô thấy mất điểm rồi. Dạ. Bỏ cái quan điểm đó đi. Em đưa ra tiêu chuẩn đi, coi như là ngăn nắp. Rồi gì nữa? Biết làm việc nhà. Biết làm việc nhà. Rồi quan trọng là tôn trọng lẫn nhau. Ít xuất cả. Thôi đơn giản, cả ngàn, cả tỷ cô gái trên đời này đáp ứng đủ những cái tiêu chuẩn đó của em. Chút mở màn lên là phải xin lỗi gì cái câu anh vừa mới nói đó đi đó. Chứ tôi là tôi không có bấm nút rồi đó. Đúng không quý vị? Em đôi nghe mà em hơi buồn là tránh cái chuyện đó đi ha. Dạ. Đừng bao giờ nhắc chuyện đó nữa. Để anh xem nè. À, dạ, chào em. Cô gái rất xinh xắn. Anh Linh nói gì nhỉ? Cho cổ vui, tại cổ nói là cổ nghe vậy cổ hơi buồn. À, đúng, anh nghe cũng buồn. À, nhưng mà có lẽ rằng á, đây cũng là một cái khuyết điểm mà cũng là một cái ưu điểm. Anh nghĩ rằng đây là một anh chàng rất chung thủy. Dạ. Nói chung nếu mà ảnh vượt qua được cái mối tình đầu rồi á thì em chấp nhận. Chứ cái kiểu mà còn vương vấn mà đi tìm mối tình khác thì không có ổn. Thôi để chút mình nói chuyện mình sẽ cảm nhận điều đó. Dạ. Ha, anh này thì cũng dễ thương ha, cũng tự lập bản lĩnh lắm á. Bây giờ mình tham khảo thử ý kiến người thân đi, rồi mình cho hai bạn gặp nhau. Hôm nay bạn trai có đi với ai không? Dạ hôm nay em có đi chung với lại mẹ của em. Ồ. Hai cô em gái và bạn của mẹ em. Mẹ ngồi đây nữa. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào khán giả trong tường quay. Con chào cô ạ. À, chào con. Cô nãy giờ cô thấy sự việc diễn ra cô cũng muốn nói cái gì với con cô không? Tính tình của con trai hồi từ nhỏ đến lớn thì cái tính cũng rất là thiệt tình. Đôi lúc nhiều khi nói gì ra thì nói cũng như nói trong cái lòng của mình. Cô nhìn thấy cô bên này thế nào cô? Chào cô. Bạn gái bên này như thế nào? Con gái thì rất xinh, rất dễ thương. Nếu được thì hai con tìm hiểu là do hai con. Dạ. Em gái hả? Em cảm nhận anh mình nói thế nào? À, dạ em con chào chú Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Dạ thì chào con. Dạ thì hồi đó giờ thì khi mà con lên thì con cũng ở chung với anh hai á. Nếu mà chị với anh hai á có duyên mà tìm hiểu với nhau á thì em đảm bảo với chị là anh hai là một người rất là biết phụ giúp. Mỗi khi mà em làm việc nhà hay gì đó thì anh hai luôn phụ giúp với em. Nhưng mà giờ chị chỉ được hết trơn, chị chỉ ngại có cái vụ là bạn gái cũ của ảnh thôi. Dạ em không biết là bữa nay ảnh cảm xúc hay sao chứ bình thường ở nhà không có nghe nhắc gì hết trơn á. Hôm nay em có đi chung với ai không? Em đi chung với mẹ với lại mẹ của sếp ạ. Mẹ với mẹ của sếp? Tại vì em biết đến chương trình này là cũng nhờ sếp. Mà sếp em biết là nhờ mẹ của sếp. Là mẹ với mẹ của sếp. Dạ. Chào cô. Xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh, khán giả tại trường quay. Cháu ở đây thì nói chung cái câu chuyện bên bạn gái thì học cũng buồn, bất bản thiệt. Nhưng mà thực thật trong tâm thì sao thì không biết. Thì sau này nếu như mà bên em có chọn được, có quyết định thì tìm hiểu thêm để bước tới cái hôn nhân cái kia nó. Dạ. Đã rồi, cảm ơn cô. Thôi bây giờ á, màn sẽ kéo lên. Em sẽ tìm cách xóa tan những cái điều nãy giờ cô ấy hơi buồn đấy. Dạ. Kéo màn. Mời em. Chào em. Anh có thấy quà xin lỗi với em về. Dạ, cảm ơn. Anh nghe được hình như quê em ở Vũng Tàu đúng không? Em ở Vũng Tàu thôi, còn quê gốc thì Hải Phòng. Trước đây anh có đi du lịch một vài nơi thì anh cũng khá có ấn tượng với những bạn mà ở biển, đặc biệt là ở Vũng Tàu, tại từ Sài Gòn đến Vũng Tàu rất là gần đúng không? Em đang ở quận mấy? Em ở Gò Vấp anh. Anh ở quận 7, có thấy xa không? Còn trong Sài Gòn là còn gần á. Ở Vũng Tàu thì em ở gần biển không? Không, từ nhà em ra biển thì khoảng tầm 30 phút, không 45 phút ấy. Ghê vậy, xa vậy? Ở xa biển như vậy á thì có hay ra biển chơi không em? Còn ít lắm anh. Vô vấn đề tình yêu đi. Chứ hỏi biển hoài vậy. Quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Đã yêu thì phải tin tưởng, với lại chung thủy. Đó là hai điều quan trọng nhất. Với lại mình phải biết thông cảm nữa. Anh hiện tại đã sẵn sàng để tìm hiểu mối tình mới hay chưa? Từ vì lúc nãy nghe nói chuyện á thì em thấy anh vẫn còn bị ảnh hưởng. Chắc chắn là có rồi em ạ. Tại vì thứ nhất anh không cần níu kéo bạn gái cũ của anh thì anh mới tới đây ngày hôm nay. Vấn đề thứ hai là do anh quá thẳng thắn và anh cũng không muốn giấu giếm sự thật đó. Rồi vô chuyện tình yêu đi. Em thích hẹn hò khoảng thời gian nào trong ngày? Em thì làm giờ hành chính, rảnh buổi tối. Thứ bảy chủ nhật rảnh. Thứ bảy chủ nhật thì ok, rảnh. Thì mình có thể hai ngày rồi đúng không em? Buổi trưa thì anh có thể đi ăn trưa với em. Tại vì anh có thể rảnh từ 12 giờ tới 4:30. Em làm ở Tinh Bình. Anh nghĩ chắc từ nhà anh qua đó khoảng nửa tiếng thôi. Vậy cũng đâu có xa lắm đâu. Ủa sao đường xá hoài vậy? Bây giờ 30 giây nữa nói về cảm nhận về nhau. Về bề ngoài thì em rất là ổn và anh cũng thật sự
gửi lời cảm ơn ban tiên trạch chương trình đã tìm một bạn đúng như ý của anh. Còn em thì sao? Đối với em á, thì mới lần đầu gặp thì ngoại hình quan trọng. Nhưng tiến sâu vào mối quan hệ thì tính cách quan trọng hơn. Nếu trong tương lai em đồng ý về mối quan hệ giữa anh và em thì anh hy vọng là em cứ thẳng thắn với anh, thì anh thấy như vậy nó sẽ dễ dàng hơn. Em có muốn hỏi thêm gì nữa không? Dạ không. Thôi hết giờ rồi. Còn hỏi đường nào nữa không? Rồi đó, xong đường rồi đó, giờ bấm nút không bấm? Rồi đặt tay sau nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định nha. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau để nhớ ngày gặp mặt hôm nay. Bây giờ trước mẹ của bạn gái, bạn nói gì đi? Dạ, cháu cảm ơn cô rất là nhiều khi cô dành thời gian tới chương trình ngày hôm nay. Và nếu mà có cơ hội tìm hiểu con gái của cô thì chắc chắn là con sẽ chăm sóc cho rất tốt cho cô ấy. Cảm ơn cô ạ. Câu này được nhất trong ngày đó. Không, bạn gái nói gì cái này thì tôi tin anh này rất là chung thủy. Còn em nói gì với cô không? Dạ, đến chương trình thì con cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình cô. Với lại không biết nói. Cảm ơn cô đã sinh ra một người cho con nắm tay. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc nha. Đây chiếc vé xem phim để các bạn có thời gian tìm hiểu nhiều hơn. Tự tin lên. Đó là truyền thống của bạn Nguyễn Hò đó. Chúng tôi bắt các bạn phải hôn nhau để chứng minh rằng cái nút bấm đó là bấm từ trái tim của các bạn. Chứ các bạn hôn nhau tôi cũng đâu có sướng gì đâu. Mời bạn nữ. Rồi, chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình. Dạ, anh chào chú Quỳnh Linh, chào cô Cát Tường ạ. Con tên là Nguyễn Trùng Kỳ, năm nay 28 tuổi. Đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh làm công việc gì? Dạ, đang là trưởng phòng kinh doanh của công ty kinh doanh địa ốc ạ. À, kinh doanh về địa ốc, dạ. Tức là bất động sản đó đúng không? Dạ. Trọng Kỳ, 28 tuổi, làm kinh doanh bất động sản. Quê ở đâu? Dạ, quê ở Vũng Tàu cô. Quê Vũng Tàu, rồi mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường ạ. Em chào anh Quyền Linh ạ. Và chào bạn nam bên kia ạ. Em là Nguyễn Thị Mừng, em đến từ Bình Định ạ. Em 26 tuổi. 26 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty về nguyên liệu thực phẩm. Anh vào làm việc trong này lâu chưa em? Dạ, tính đến thời điểm hiện tại thì được 8 năm ạ. 8 năm. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em thì nấu ăn được ạ. Em là người sống tích cực ạ. Em không dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Em vui vẻ. Vui vẻ? Dạ. Điểm yếu của em là hơi ui bướng một xíu. Nhưng mà không đến nỗi lúc cố chấp ạ. Nghĩa là mình có cái chính kiến của mình. Nhưng mà nếu bạn trai thuyết phục được, mọi người thuyết phục được mình thì mình vẫn nghe theo. Đúng rồi. Đúng không? Rồi, bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của cháu là hòa đồng, vui vẻ. Tức là rất là thích đi phượt và đặc biệt là cái mô hình mà đi rừng ngủ bụi đó cô. Còn nhược điểm là có cái là có thù với âm nhạc. Vậy chứ có những cái tài lẻ nào? Dạ thì mình thích thể thao rồi kia. Thể thao thôi? Dạ. Hiện tại thì cũng đang có đi dạy trợ giảng cho các bé nhỏ bên chỗ câu lạc bộ Bạch Hổ ở Gò Vấp. Về dạy về cái gì? Môn gì? Dạ môn taekwondo ạ. Ồ, đánh võ đó hả? Dạ. Võ sĩ mà sao hồi căng thẳng quá vậy? Dạ. Em bên đây Bình Định phải không em? Dạ đúng rồi. Bình Định là cũng cởi voi đi quyền, cũng võ là dữ lắm á. Em có võ gì không? Em chạy giỏi thôi chị. Hả? Em chạy giỏi thôi. Chạy giỏi hả? Lâm trận là mình chạy. Đúng rồi chị. Bên kia có thù với âm nhạc. Bây giờ mình hát một bài hát cho bên kia thù luôn. Em nói trước là em hát hay dở không chị? Ở bên kia người ta có thù với âm nhạc. Mình cỡ nào cũng hay hết trơn á. Dạ. Bèo giạc mây trôi trốn xa xôi. Anh ơi em vẫn đợi bèo giạc. Em đã trải qua mấy mối tình rồi anh trai? Dạ, đó là có một mối tình chính thức ạ. Một mối tình chính thức, dạ. Bao lâu? Dạ 6 năm và đã chia tay cái đó 4 năm. 6 năm? 6 năm sao chia tay? Do chia tay là do vì em ham công tiếc việc quá. Cứ muốn cho ổn định rồi á thì mới để cưới người ta. Nhưng mà mình rồi mình bỏ bê họ. Đúng tiếc rồi, quá. Ai mà chờ đợi mình nổi. Con gái người ta có một thời xuân sắc à, quen con người ta 6 năm mà không quan tâm chăm sóc người ta phải đi thôi. Rồi, bạn gái tình trường mình sao? Dạ, em đã trải qua 2 mối tình ạ. 2 mối tình. Một mối tình từ thời mới ra trường ạ. Sau này em có quen một người nữa nhưng mà em có cơ hội đi nước ngoài đó chị. Thì sau đó thì
chắc là sai mặt, chắc lòng của anh chị. À, bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? À, quan tâm hàng đầu của em về tính cách ạ. Em hỏi thử bạn trai coi bạn trai như thế nào. Xin chào bạn nam bên đó ạ. À, chào bạn nữ. Hồi nãy em có nghe anh kể về mối tình trước đây của anh ấy ạ. Anh có nghĩ là sau này anh sẽ giống như vậy nữa không anh? Một lần mất đi cái thứ mà gọi là quan trọng nhất đó mình đã biết rồi. Chúng ta hôm nay gặp nhau là cái duyên. Thì nếu mà thực sự chúng ta có cái nợ thì sẽ không để lại mất cái tình trạng đó xảy ra. Rất hay. Còn mẫu người lý tưởng của bạn trai là như thế nào? Dạ thì mẫu bạn gái của cháu là vui vẻ, hòa đồng, biết đồng cảm chia sẻ cùng nhau. Và có gì chúng ta cùng nhau bàn bạc và cùng nhau sẻ chia những cái khó khăn với nhau. Mà em có biết võ không em? Dạ như hồi nãy em có nói là em chạy giỏi lắm anh. Tức là muốn người yêu có võ đúng không? Dạ đúng rồi. Thế là chuẩn kỳ quý vị. Nhưng mà mình muốn một bạn nữ á thì phải biết cứng rắn mạnh mẽ. Đôi khi phải biết tự bảo vệ cũng được. Và cái mẫu gái là phải tóc đó là phải tóc dài. Tóc dài. Gì nữa? Dạ, tóc dài, người dài, chân dài, có mũi dài. Bây giờ muốn tưởng tượng cái người phụ nữ bên kia thế nào? Cháu nghe thì thấy cái giọng nói cũng rất là ngọt, có thể nó một bạn gái rất là xinh. Xinh, rất là xinh. Tóc thế nào? Tóc dài, tóc dài. Rất dài. Rất dài. Chào em gái. Chào anh ạ. À, dễ thương quá. Cảm ơn anh ạ. Chàng trai bên đây hơi gọi là kỹ tính chút xíu. Em thích những người kỹ tính. Kỹ tính tốt ha. Dạ. Rồi, em không thích tật xấu gì của người đàn ông? Xòe xòa. Xòe xòa. Người này kỹ tính không có xòe xòa rồi. Em không thích bạn nam hút thuốc. Có không? Dạ không. Không có luôn. Dạ. Bây giờ nếu được thì hai bạn tính chừng nào tiến tới hôn nhân? Bạn nam. Nếu mà có duyên có nợ coi thì chắc không phải qua năm. Qua năm. Dạ. Bạn gái muốn bao lâu? Nếu mà tình cảm đủ và điều kiện đủ thì mình kết hôn thôi. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho hôn nhân chưa? Dạ cũng bắt đầu chuẩn bị. Sau này lấy nhau về thì kinh tế ai sẽ quản lý? Chồng khôn đưa cho vợ giữ. Chồng khôn đưa vợ giữ. Cao ráo ha, tướng tá cũng hợp nhau. Được. Có thể là được đó. Bây giờ hai người cứ hỏi thêm ý kiến của người thân đi. Ông mai bà mối là thấy ổn đó. Em trai đi với ai? Dạ cháu đi với bạn đồng nghiệp với cái chị gái. Cho gặp chị gái trước đi. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả. Kỳ là một người cực kỳ chân thành và rất là nhiệt tình. Còn về bạn nữ bên này thì nói theo cái ngôn ngữ của bất động sản là đúng là một khách hàng tiềm năng đó. Chúc em chốt cọc thành công nha Kỳ. Chốt cọc hả? Bạn gái mình đi với ai? Hôm nay em đi với các đồng nghiệp của em và sếp của em. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Về bé Mừng thì là một người rất là nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Về bạn nam bên này á, nhìn thì rất là đứng đắn và chân chạc. Hai người thì chắc nghĩ là nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện với nhau. Mở hàng rào. Nào. Có quà tặng em. Cảm ơn anh. Đây là chả lụa do em tự làm ạ. Cảm ơn em. Thấy không? Ta yêu nhau chân thành, gặp nhau tặng chả lụa luôn, thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. Bắt đầu. Đầu tiên em thấy cảm nhận như thế nào vậy anh? Mới gặp thì mình không thể nào nhận xét chính xác hết. Nhưng mà cảm nhận hiện tại của em là em thấy anh là người chín chắn. Và em nghĩ nếu sau này lập gia đình thì có thể tin tưởng được. Anh thấy em rất là dễ thương. Với lại... Mà giờ tóc ngắn rồi sao? Dạ cái này ngắn để dài được. Rồi chúng ta nói chuyện về tình yêu đó các bạn. Anh nghĩ là hôm nay chúng ta tới đây là cái duyên. Thì anh nghĩ là chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Tại vì thời gian gặp mặt một đôi phút là cũng chưa để quyết định được chúng ta là cái gì. Cần phải có thời gian để tìm hiểu. Không phải là mình chỉ nói một vài phút không hiểu gì nhau. Ta nói là một giây nó cũng gây đến cái tình yêu, đem đến tình yêu nữa. Hẹn hò đi các bạn. Em đang làm việc ở đâu? Dạ ở Gò Vấp anh. Anh cũng ở Gò Vấp. Cái giờ giấc làm việc em có bận gì không? Công việc của em thì bình thường làm giờ hành chính ạ. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng đi tăng công ca. Tác. Không, tăng ca em đi công tác anh. Thì anh có ngại cái vấn đề đó không? Cái vấn đề là công việc mà. Với lại công việc của anh thì nó thường là cuối tuần là chính. Cho dạ. Nên là hầu như sẽ không có cái ngày nghỉ chủ nhật. Chỉ dạ. Là buổi thôi buổi tối thì được. Giả sử mình tiến tới với nhau thì có làm dâu không anh? Không, anh thì cứ nói là tự lập. Thế là mình sẽ ở riêng. Em thì thích cuộc sống làm dâu. Nếu anh thích làm dâu thì cái này là mẹ anh này hoan nghênh. Dạ. Mẹ anh là thích có con dâu. Bây giờ cũng nôn dữ lắm rồi. Dạ. Như những gì hồi nãy em có nghe anh chia sẻ thì em
thấy rất thích. Những gì anh nói là hầu như 80% em ghi vào cái tiêu chuẩn chọn bạn trai. Hiện tại giờ phút này hai bạn ngồi nhìn nhau trước mặt nhau như thế này, mình cảm nhận như thế nào, mình hãy nói cho đối phương nghe một câu thôi, không cần phải nói nhiều. Câu này thì nói là có duyên rồi thì chúng ta hãy thử xem chúng ta có nợ hay không. Trời ơi, vẫn sale gì kỳ cục vậy, nói chuyện vậy sao chốt hợp đồng, ai mà đặt cọc. Trong cái profile của bạn gái ghi là rất thích mùi mồ hôi của đàn ông, đúng không? Bây giờ em bước tới em kiểm tra chàng trai đó xem như thế nào. Bây giờ có nhiều biện pháp lắm chị, mình tới gần cũng đâu có kiểm tra được đâu chị. Đâu có em, nãy giờ anh xúc động lắm là nó là mùi chính xác luôn đó em. Bạn trai đứng lên tiến tới cho bạn gái kiểm tra. Đứng lên đi em, kiểm tra đàng hoàng. Mấy chỗ này nguy hiểm lắm. Đi một vòng rồi coi em thoải mái, em cái gì thoải mái đi. Em trai nãy giờ có rung không? Dạ rung nãy giờ. Rung dữ không? Dạ có. Khi mà gặp người con gái đối diện mà mình rung thì sao ta? Thì mình thích thì mình mới rung. Có thích thì mới rung. Một là rung tim, hai là rung tay, ba là rung chân. Nãy giờ thấy rung tay rung chân thôi. Rung cả người chú ơi. Rồi chúng ta chuẩn bị quyết định của mình nha. Sau thời gian trò chuyện, nhìn nhau, nói chuyện và cảm nhận về nhau, các bạn có bấm nút hay không là quyền của các bạn. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Bạn gái có một thoáng suy nghĩ. Chắc là em bấm hơi chậm thôi. Bấm hơi chậm. Tự tin lên. Đó là truyền thống của bạn Nguyễn Hò đó. Chúng tôi bắt các bạn phải hôn nhau để chứng minh rằng cái nút bấm đó là bấm từ trái tim của các bạn. Chứ các bạn hôn nhau tôi cũng đâu có sướng gì đâu. Bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cũng phải biết về nội trợ, biết quan tâm và chia sẻ những cái vui buồn cùng em. Cái gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ em không thích bạn đó xăm mình nhiều hay là cờ bạc, rượu chè hay gì đó. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Hai bạn giới thiệu về bản thân đi, mời em gái. Dạ, em xin chào chị Cát Tường. Em xin chào anh Quỳnh Linh cùng quý vị khán giả ngồi đây. Em là Bùi Phượng, năm nay em 23 tuổi. Em đang công tác tại công ty thanh toán điện tử OnOnPay. Nhiệm vụ chính của em là làm về bộ phận nhân sự. Quê quán của em là Ninh Bình ạ. Rồi, dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em tên là Lê Thành Công. Em đến từ Tây Ninh. Năm nay em 24 tuổi. Và hiện tại là em đang làm nhân viên kinh doanh. Em đang sống và làm việc tại Sài Gòn. Bên kia tên là Phượng, bên đây Thành Công. Phượng Thành Công. Được, hợp lý. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em chắc là em cũng được mọi người công nhận là vú nuôi công ty. Em nấu ăn cũng là tạm được. Trong các buổi tiệc thì chắc em chuyên là người gọi là vú nuôi, chuyên xào nấu các kiểu để cho mọi người ăn cho thoải quá mái. Quá tốt ha, hỗ trợ đậm đà. Em được cái nữa là tâm hồn ăn uống hơi cao. Đặc biệt ưu điểm chắc là ăn nhiều, nhiều béo, cũng béo chị ạ. Cái mức độ gọi là 8kg mỡ dư thừa. 8kg mỡ dư thừa. Em cũng mong là mình giảm, nhưng mà cái đấy nó xa xỉ quá chị ạ. Sao xa xỉ, giảm được mà em, trời mình ơi. Mình khó khăn quá. Chị cũng ăn nhiều nè, ham đi chơi, ham ăn lắm nè. Không sao đâu, ăn có sức khỏe cho nó đẹp. Rồi, nhược điểm của em chắc là nói nhiều. Chắc là gọi là bệnh nghề nghiệp. Một ngày mà em không nói được 1000 từ, chắc là em gọi là tàu hỏa nhập ma luôn. Không nói là cái gì xì khói lên đầu đúng luôn đó. Vâng. Phải không? Dạ. Rồi, ok. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì? Ưu điểm của em á là em có đủ sự chín chắn để quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho người mình yêu thương. Và cái thứ hai á là em không có hút thuốc, em không có cờ bạc hay là nhậu nhẹt. Chỉ khi nào mà em giao tiếp với các cấp trên thì em mới uống giao tiếp thôi. Rồi. Tốt rồi. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em thì thỉnh thoảng cũng ngồi cũng hay rung bồ, rung đùi. Đùi nhiều người rung mà. Đừng có rung quá tao mỏi mắt thôi. Dạ. Với lại em cũng hay quên. Em đã có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua cũng hai mối tình. Hai mối tình. Mối tình dài nhất là mấy năm? Dài nhất là 2 năm. Sao chia tay? Do cái tính chất công việc của em á, cũng ít thời gian quan tâm á, cho nên vào một ngày đẹp trời bạn đó đã có người khác. Nhớ chú ý điểm đó nha. Dạ. Quen cô ở đây là phải quan tâm nha.
bên đây mấy mối tình rồi em? Em cũng hai mối tình ạ. Trước đây thì em yêu một anh chàng ngoài Hà Nội. Sau khi quá trình học tập thì anh ấy lại trở về quê. Thời gian không thể lưu giữ chúng ta. Thôi là anh ấy vì là khoảng cách đôi ta nên là em chia tay. Vâng, nói chung là chia tay xong một thời gian thì em có yêu thêm một người nữa, cũng ở ngoài Hà Nội luôn. Dạ. Tóm lại thì cuộc tình của em thì nó cũng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ có tóm lại một hai từ là trai bỏ, trai bỏ, trai bỏ. Cả hai mối tình đều bị trai bỏ hết. Thôi bây giờ mình có kinh nghiệm rồi, mình sẽ bổ sung cho cái tình yêu mới này đẹp hơn ha. Quan tâm và ít nói chút xíu. Bạn gái, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Mẫu bạn trai lý tưởng của em thì cũng khá đơn giản đấy ạ. Cũng là một người ít nói, biết lắng nghe một chút, biết chia sẻ một chút. Có nghĩa là khá là người trung thủy. Vì cuộc sống mà cũng nhiều điều. Đừng có bỏ bạn gái nữa ha. Đúng rồi ạ. Bên đây ít nói đó, đúng luôn rồi đó. Có cái gì em không thích ở người bạn trai? Em không thích bạn trai hút thuốc. Bên đây không hút thuốc, quá ngon rồi. Có cái hình mẫu lý tưởng không em? Chắc là da ngăm ngăm một chút. Ngăm ngăm ha. Vâng, với em thì quan điểm là trai đẹp thì của người ta, còn trai xấu mới là của mình. Quan điểm vậy rồi mà vẫn bị trai bỏ. Nào đấy. Thiệt chứ, tức thiệt luôn. Còn bạn trai, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cũng phải biết về nội trợ. Dạ. Kia đây là ngon. Chuẩn dạ. Luôn. Ừ. Quan trọng là biết quan tâm và chia sẻ những cái vui buồn cùng em. Và phải biết được cái tính chất công việc của em mà thông cảm cho em. Cái gì kia em không thích ở người bạn gái không? Dạ em không thích bạn đó xăm mình nhiều hay là cờ bạc rượu chè gì đó. Gái nào mà ghê vậy? Tính của em thì nó vốn hiền, hiền từ nhỏ, hiền như con gái vậy á. Nhưng mà cuối cùng giờ em có là con gái không? Có cảm giác tự nhiên thích con trai không? Dạ không anh, nhưng mà hồi nhỏ em toàn chơi với gái, em chơi toàn mấy trò bánh đũa hay là giờ em còn chơi bánh đũa không? Dạ không, em chơi tới năm lớp 5 á là em mới nhận ra em là con trai, em là con trai. Rồi lúc đó em mới thích những cái trò chơi của con trai. Tự nhiên sao con mắt phải tụi nó giật dữ vậy ta? Rồi em chơi với bạn trai thì em chơi trò chơi gì? Em toàn là bị mấy thằng đó ăn hiếp không mà chị. Ăn hiếp không à? Dạ hiền quá, hiền quá nên bị đè đầu cửa cổ luôn á. Hả, em có khóc không? Tới năm lớp 9 luôn em mới hết khóc á. Em kể thử em một cái kỷ niệm nào mà em bị mấy bạn trai ăn hiếp em kể. Cái đó là bị ức hiếp luôn á chị. Ức hiếp sao rồi, một cái trường hợp bị đấm vô mặt nè. Có lần á, năm đứa nó xúm lên nó lôi em lên sân thượng á, nó lột đồ em hết trơn luôn. Nó tưởng em là con gái hả hay sao mà lột đồ em? Dạ không có, tại nó em không chơi tụi nó, em ngồi tự kỷ của mình á. Không, nó không có ức hiếp em, nó có không có, nó chơi nó phá gì á anh. Lột đồ làm gì? Kiểu như chọc vậy, chờ em quần tà lõn vậy, xong rồi em phải chờ tới tan học em mới dám xuống hình mà bỏ đồ em trong lớp. Rồi bây giờ lớn lên còn bị ăn hiếp không? Dạ không, qua cấp 3 cái là hết rồi. Bây giờ em mạnh mẽ chưa, em men chưa? Dạ giờ em rất là mạnh mẽ. Bây giờ em có hiếp lại được ai chưa? Dạ em không có. Mạnh mẽ quá, giờ em mất mạnh mẽ. Dạ em chưa bao giờ ăn hiếp ai hết chị. Nhất là đối với phụ nữ, em chưa bao giờ em lớn tiếng hay là dùng hành động gì hết á. Dạ. Giờ quay lại cái vấn đề nè. Nãy giờ em chưa có nói là cái mẫu người lý tưởng của em sao? Cái gì, em có cái hình mẫu lý tưởng gì không? Nói sao ta? Bích Phương, Bích Phương, Bích Phương, Bích Phương. Nãy giờ em nói chuyện cô bên này, em hình dung cổ như thế nào? Ăn mà dư thắm khí mỡ, chắc cũng hơi tròn tí. Hơi tròn, bởi gì nữa? Mặt cũng hơi tròn tí. Em đoán là chắc chắn là dễ thương. Sao tự nhiên không thích người ta xăm mình? Nếu mà nhỏ 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 này á, dễ thương thì được. Chứ mà xăm bệ gì... Em phải có bạn gái xăm bệ vô, em dẫn đi mới khiếp mấy anh kia lại được. Chứ để mấy anh kia năm hiếp em sao? Dạ thôi, là phần lớn là gia đình của em không có chịu. Khi nào đám cưới? Sang năm chị. Sang năm được. Giờ lấy vợ về ở đâu? Ở nhà của em, tại em cũng chuẩn bị sẵn hết rồi, em có nhà riêng. Ồ, có nhà riêng luôn rồi. Dạ. Vậy tốt quá ha, mà rung quá trời rung nói chuyện mà mặt giật vậy nè. Tôi đâu có ăn hiếp đâu. Với lại bây giờ lớn rồi, ai ăn hiếp mình phải phản công lại chứ. Bạn nữ bên kia nếu mà có lấy về á thì bạn từ từ dạy bảo mình, bạn đừng đánh mình nha. Đừng đánh mình nha. Trời ơi trời. Sao em? Nãy giờ nghe ảnh chia sẻ cảm giác em thấy sao? Em thấy anh thuộc tiếp người ít nói. Tội nghiệp em trai tôi quá. Nhưng mà ảnh bị ăn hiếp quá vậy, em nghe kể em thấy thương không? Thương chị ạ. Rồi ảnh không bảo vệ em được rồi sao? Không, chắc em bảo vệ anh được á. Đừng ăn hiếp ảnh nha. Rồi. Dạ, em hiền nhưng mà em có thể nếu mà có cái trường hợp nào đó bất trắc á, em vẫn có thể tự bảo vệ được. Bằng cách em, nào? Em có về thể lực và em cũng có võ nữa. Em có học võ karate được 2 năm. Đó luôn ghê, hả? Ghê, ghê. Một chút muối dẻo cho em coi nha. Em không dám. Chào em gái. Chào anh ạ. Em thấy anh khỏe không? Khỏe. Nói chứ nãy giờ chọc bằng mà trai bên đây thôi.
Bạn bên đây rất là hiền. Bây giờ bạn bên đây đồng ý thì chừng nào em sẽ cho người ta bước tới? Càng sớm càng tốt anh ạ. Bây giờ em nghe anh ấy nói em thấy có hợp gì tính với mình không? Cũng một phần nào đấy ạ. Bên đây 24 tuổi nhưng tính còn rất con nít. Còn em 23 tuổi nhưng mà tính em phải nói là rất là cứng á. Tính tình em rất là bản lĩnh luôn á. Em có sợ nghĩ rằng mình sẽ là người là làm chủ, thậm chí làm trụ cột gia đình luôn không? Thực ra thì với thiên chức của người phụ nữ Việt Nam ấy, có một cái phần nào đấy luôn luôn là người đứng sau một người chồng của mình để thúc đẩy cái công việc, luôn là người phía sau để ủng hộ cho tất cả những cái quyết định. Em có thích lấy con trai miền Nam không? Em cũng chỉ cần một lý do để ở lại thôi ạ. Chỉ cần một lý do để ở lại thôi ạ. À, dễ thương lắm, ai thấy được á. Hôm nay em đi với ai em gái? Em trai, ha? Hôm nay em đi với em họ của em. Rồi, chị nghe ý kiến của gia đình em ha. Chào chương trình, chào anh Nguyễn Linh với chào chị Cát Tường. Em tên là Thắng, em là giai em họ nhưng mà có thể là lớn tuổi hơn Phượng. Thì em thấy Phượng là một người rất là mạnh mẽ và cá tính, rất là quyết đoán. Còn bạn Nam bên đây thì em thấy anh ấy rất là sáng sủa, cũng dễ thương. Với hai là khi mà anh này chia sẻ thì em thấy là có thể là trong cuộc đời nó có duyên á. Nếu mà có nên duyên vợ chồng hay gì nó có sự bù trừ á, rất là hay. Nếu mà nên duyên được thì rất là tốt, rất là hay. Mình thấy nên có cơ hội trao cho nhau. Rồi, cảm ơn em. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với em họ và người đồng nghiệp. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường. Em là Tĩnh, em họ của anh Công. Dạ, em thấy chị bên này thì rất là dễ thương, xinh xắn. Còn anh Công của tụi em thì ưu điểm thì rất là hiền và ít nói. Anh này hay quan tâm giúp đỡ mọi người. Còn anh có cái khuyết điểm là hay quên. Em thấy là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội để giúp đỡ lẫn nhau. Được rồi, bây giờ cho hai bạn nhìn mặt nhau, trao đổi với nhau nha. Mở rào. Đó. Em chào anh. Anh chào em. Hôm nay em có cái cây này tặng anh. Đây là một trong những cây yêu thích của em. Anh cảm ơn em. Dạ. Anh cũng có cái món quà này cho em. Là anh có tự tay vẽ bức tranh này. Dạ, cảm ơn anh. Em đưa cho mọi người thấy, gia đình thấy có đẹp không? Đó. Yeah. Rồi, mời các bạn về vị trí đi. Chúng ta cảm nhận về nhau thế nào đó? Hai người quay mặt nói chuyện xoay qua đây chứ tự nhiên xoay qua anh kia là sao trời? Dạ, em cảm thấy bà nữ này rất là dễ thương. Ngoại hình cân đối, cũng hợp với em. Bây giờ bạn gái cũng đang lo lắng về em đó. Em có thể hiện vài miếng vỏ thử coi. Ở đây em không dám, chỉ khi nào mà có phòng vệ rồi. Không thì thử coi, thí dụ như... thí dụ thử coi. Vậy em xin phép múa sơ. Đúng rồi, bài quyền ha. Múa một vài bài quyền thôi. Thử xem. Nào, 2, 3, bắt đầu. Đó. Sẵn đứng hát luôn, hát luôn. Hát luôn, biểu diễn bạn gái, coi luôn. 2, 3. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim hồn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự mến yêu. Em thấy anh mạnh mẽ quá. Mạnh mẽ lắm. Bây giờ em cảm nhận nãy giờ những phút giây giới thiệu em thấy thế nào? Bây giờ khi mà được nhìn thấy nhau thì thấy là anh ấy khá là hiền, nhưng mà khỏe mạnh cái này quá em sợ quá. Nhỡ về nhà ăn hiếp nhau thì sao? Ở đâu đó thì thôi chứ dễ thương lắm, không ăn hiếp. Khóc rồi kìa. Khóc nha. Anh có chia sẻ là mình không thích cô gái có hình xăm ấy, nhưng mà em lỡ có hình xăm rồi bây giờ sao ấy? Là hình xăm nhỏ dễ thương không có sao. Anh chỉ sợ mà chơi một bể nguyên người hay là nguyên con đại bàng gì đó. Nhưng mà thật ra đối với anh á, mà đến bằng tình cảm thực sự á thì anh không có quan tâm, chứ cái này là quá bình thường thời buổi hiện giờ. Với lại ba mẹ anh cũng dễ chứ không có khó. Nếu mà quen lâu dài thì anh có bắt em về ở làm dâu không, hay là mình sẽ ở riêng? Ta có nhà riêng rồi, chuẩn bị sẵn hết trơn rồi. À. Anh có công việc của anh có phải thường xuyên đi công tác xa không? Không em, anh chỉ đi vòng vòng thôi. Nếu mà có gia đình rồi á, đúng 6 giờ anh sẽ có mặt nhà. Nếu mà anh có cái tiệc tùng nào đó, anh cũng sẽ báo cho em biết một tiếng. Anh chỉ mong em là hiểu cho cái tính chất công việc của anh. Nhiều khi em nhắn tin qua, nhưng mà anh không thể trả lời liền được. Anh rảnh lúc nào anh sẽ nhắn tin lúc đó. Bố mẹ và gia đình của em thì vẫn ở quê, tức là ở Ninh Bình á. Thế bây giờ chỉ có một mình em ở đây thôi. Nhỡ mà có vấn đề gì về cuộc sống ấy, thì em có thể được về nhà không?
Thì khi nào em muốn là em về, thì em nói cho anh biết một tiếng để anh sắp xếp. Rồi, bây giờ nè, tỏ tình sao cho cô ấy đồng ý bấm nút hẹn hò với mình đi. Giờ mạnh mẽ lên nè, thể hiện tính coi như là bản lĩnh đàn ông nè. Em là bạn gái anh nha. Anh làm em này là em khó nói quá. Cho anh nắm tay cái đi, anh cảm nhận cũng được rồi quyết định. Mình sẽ bấm nút mình quyết định. Lâu lắm rồi mới được nắm tay. Anh cũng lâu lắm rồi anh mới được nắm tay á. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Mình bấm nút là hẹn hò, trao duyên cho nhau và tìm hiểu để tiến tới hôn nhân các bạn nhé. Chúng ta tự nguyện, tự suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Nắm tay nào. Rồi hôn bạn gái một cái nè. Thôi nói vậy thôi, phải vậy thôi nha. Thôi bây giờ thì chúng ta đã trao đổi với nhau rất là nhiều và hình như các bạn cũng đã có những cái điều rất là hợp với nhau. Hy vọng rồi với những buổi xem phim các bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn và yêu nhau nhiều hơn nhé. Cụm rạp Cinebox 212 Lý Thắng đang chờ các bạn. Chủ mình không có phụ thì mình lúc nào mình thích nghỉ là mình nghỉ. Thôi thôi, làm em nói. Em có thật xấu gì không? Dễ nóng lắm. Em nóng mà em đụng gì thì em than đó đó. Trời ơi, trời ơi. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Tông sật tông rồi ha. Quá dữ. Chào bạn. Lần đầu tiên em xin chào anh Quỳnh Linh. Xin chào chị Cát Tường và quý vị giám khảo. Quý vị khán giả. Giám khảo gì đây? Có bạn giám khảo bên kia kìa. À, bạn làm nghề gì, đến từ đâu? À, em tên là Nguyễn Cao Chính. Năm nay em 26 tuổi và hiện giờ em đang sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Công việc của em hiện giờ đang là bán cơm. Công việc làm gì em? Bán cơm sườn chị ơi. Ồ. Oh. Bán cơm sườn, bạn bán hay là bạn nướng sườn hay là bạn làm nước mắm sườn? Em kiếm hết đầy đủ luôn ạ. Làm đủ hết? Vâng. Đủ quán luôn? Vâng. Bữa nào ghé ăn ha. Chủ quán bán cơm sườn xin kính chào bạn bên kia. Rồi. Tới phiên mình nè. Em xin kính chào hai anh chị MC. Xin chào bạn ở phía bên kia bức rèm. Em tên là Nguyễn Thị Kim Chi, năm nay em 26 tuổi. Em đang là giáo viên của trường Trung học Phổ thông Gia Định, quận Bình Thạnh. Quê em ở Bình Thuận. Có hay ăn cơm sườn không? Thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng. Có thích nấu ăn không? Có biết nội trợ không? Dạ, biết. Em sẽ làm được cái khâu nào trong cái quán bán cơm dạ, sườn? Dạ, khâu bán cơm sườn em làm được khâu tính tiền. Bạn nam thấy sao? Bạn nữ bên đấy thì biết chi trả mọi thứ và cũng biết cho em tiền uống cà phê với bạn bè thì ok được. Thôi bây giờ bạn nam kể nghe công việc bán cơm sườn coi. Em phải dậy từ lúc 4 giờ sáng. Ờ. Rồi em bắt đầu dọn hàng ra, chất cái bếp than của em lên. Thì trong khoảng thời gian 4 giờ cho tới 5 giờ em vừa dọn hàng và cũng phải vừa nướng được thịt rồi. Không ai phụ hả em? Dạ không, có mình em làm hả chị thì. Rồi em chạy bàn luôn rồi, em rửa chén luôn, rửa dĩa luôn hả? Vâng, thì em bán xong thì em dọn hàng rồi em rửa. Oh. Rửa xong là tới giờ trưa rồi. Tới trưa thì xong bắt đầu em ăn cơm. Em ngủ nghỉ tới chiều lại phải đi ra ngoài chợ lấy thịt mà mối của em á, xong về rửa đi, xong mình để cho nó ráo nước, ướp xong lại để trong tủ lạnh, xong rồi làm mấy cái lặt vặt rồi nhiều lắm. Ủa em bán cơm sườn được bao lâu rồi? Trước đây thì em đang đi làm. Em đi làm bên công ty mỹ phẩm chị. Sao làm toàn chuyện phụ nữ không người ta? Ủa mà đi làm mỹ phẩm là rồi sao công việc sao thì, mà đi nghỉ? Em luôn có một chí hướng là mình không thể là suốt đời đi làm công ăn lương cho người khác được. Chính xác. Ủa nếu mà quen bạn gái ở thành phố gì bao lâu mình thăm bạn gái một lần vậy bạn? Ngày nào cũng lên được hết á. Ủa lên vậy là tiệm cơm sườn ai coi? Mình đã làm chủ thì mình phải quản lý được thời gian. Còn bây giờ mình đi làm công ăn lương thì thời gian mình mới phải phụ thuộc thôi chị. Chủ mà đâu có người phụ nào đâu làm chủ. Ừ thì mình là chủ, mình không có người phụ thì mình lúc nào mình thích nghỉ là mình nghỉ ai. Trời ơi. Trời ơi, có trách nhiệm ghê. Có vụ làm ăn đó chị ơi. Bây giờ bạn nữ bên kia muốn tìm cho mình một người nam như thế nào? Đầu tiên đối với em là bạn đó chấp nhận theo đạo Công giáo của em. Ê cái này căng. Em là đạo gốc rồi anh. Rồi vậy đi. Ổn rồi. Dạ. Cái thứ hai á là không có được giao trưởng. Không có bắt em phải làm này em làm kia. Em không thích vậy. Em yên tâm đi, nếu mà thật sự mà mình mà tiến tới được ấy, 10 người thì hết 11 người nói anh là sợ vậy. Tốt. Trời ơi trời. Em thì em thích mang giày cao gót, cho nên bạn đó là phải cao hơn em để em được mang giày cao gót. Em 1m6 thì bạn đó phải cao cỡ chừng 1m7. Rồi dạ. Chuẩn. Chuẩn. Đúng hả? Trời ơi sao làm tôi đau tim quá vậy. Em thích đi chơi nhiều lắm. Em thích đi phượt.
Em thích đi gặp gỡ bạn bè, đừng có ngăn cản không cho em đi. Ủa đi dắt bạn trai đi theo không hay đi mình? Nếu mà hợp với nhóm bạn em thì bao nhiêu em cũng cho đi hết á. Còn không hợp bỏ nó nhà đúng không? Dạ đúng rồi, đi không hợp là không vui. Đó, em ơi, tại vì em hòa đồng lắm, nói chung là ai dễ tiếp xúc ấy, em đều nói chuyện được hết. Yên tâm đi, bạn gái giờ chưa có bạn trai mới nói vậy, mới thích đi với bạn bè nhiều chứ phụ nữ đâu biết mà. Trời ơi, có bạn trai rồi đi đâu muốn gặp bạn trai theo chơi chung mình ăn trời ơi gì đâu. Thay vì mình đi chơi là mình đóng cửa thất thu, bây giờ mình đi theo mình làm vui lòng bạn gái đuổi mình về bán cơm. Đâu về, về là ra. Lúc đó không được về. Ủa chứ làm gì? Lê lết mà đi đằng sau đít đi theo. Lê lết. Nhưng cái lúc mà sơ hở như vậy mà đang giận nhau mà đi về là thằng khác nó tới. Đúng rồi. Ồ, được được. Chết không phải đu bô. Phải đi theo sau đít luôn. Được được, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Bản lĩnh á, tôi là người đàn ông sợ vợ. Mình nói sợ vợ chứ không phải là thật ra là mình thương vợ. Đúng rồi. Tôn trọng vợ thôi. Anh với em cùng ý kiến nha. Được, rất có ý chí. Em thích người bạn gái như thế nào? Em thích màu trắng. Tức là em thích bạn gái em cũng phải da trắng trắng. Chứ em không thích da đen đâu. Hay da nâu. Thôi lại đi nha. Hơi đen. Rồi gì đó cỡ anh Nguyễn Linh vậy đó. Thì em thích bạn là gái em là một người có học giỏi. Có học mới đi dạy được đó em. Loại gì nữa? Hiền. Mẹ em là một người gọi là hiền lắm, cái gì cũng là con theo ý kiến con cá trước đã. Đã ở với mẹ hả? Vâng. Ủa vậy có làm dâu không? Mẹ em thì không muốn làm dâu, mẹ kêu đi ở xa đi. Ở gần mệt lắm. Nhưng mà hai đứa phải cố gắng kiếm tiền mới ở xa được chứ. Giờ không có tiền đi ở đâu. Ủa bán cơm bữa giờ chưa để dành được đồng nào hết hả? Em mới bán đây thôi được có 3 tháng. Đắt không? Không đắt gì hả? Đắt là đắt khách đó. À, xin lỗi. Thì em mới mở mà sao đắt khách được? Điểm nào không thích ở người phụ nữ? Lười, không có thích làm việc nhà. Nếu mà đã ở riêng thì hai người phải chia sẻ việc nhà. Đương nhiên rồi. À, thì không nhất thiết phải biết nấu ăn đâu, tại vì em nấu ăn được rồi. Ừ. À, vậy phụ nữ làm gì? Bình thường thôi. Chỉ ăn thôi được rồi. À, ăn với đếm tiền thôi. Ừ. Em dễ chịu lắm, không có gì hết. Rồi vậy đi. Ờ, nghe tao hấp dẫn quá vậy nghe không? Em thích trắng đúng không? Về tắm trắng mấy hồi. Xem. Trời ơi, trắng tươi. Em không thích gì ở người bạn nam nhất nè? Ở giờ nhìn cái người lúc nào cũng bày hày á. Không, người bên đây không có bày hày. Người đây bày ngày nữa không á. Chạc lắm, không sao chứ. Gia trưởng. Không có gia trưởng, sợ vợ. Hay cằn nhằn á chứ không phải là. Bên đây chắc cũng hơi cằn nhằn chứ không ạ. Dạ, biết cách nói chuyện với mọi người. Biết cách rồi, sao dạ. Bên đây có. Không có ích kỷ nhỏ mọn. Bên đây không có mỏ nhọn, ý nhỏ mọn. Em không thích là người con trai là biết nấu ăn. Tại vì em con gái em thích nấu ăn chứ em không thích để cho con trai vô bếp. Ừ. Biết hưởng thức món ăn. Được rồi, dạ. Vậy ổn rồi, em có tật xấu gì không? Dễ nóng lắm. Em nóng mà em đụng gì thì em phan đó đó. Trời ơi, trời ơi, cái tướng này mà phan thì chết rồi. À, cái gì mà không giữ ý em, nếu mà em phản ứng liền thì có nghĩa là em đang tôn trọng cái người đó. Còn nếu mà nói cái gì mà không vừa ý em mà em tức mà em im lặng em bỏ đi, có nghĩa là người đó đối với em không có là cái gì hết. Hết giá trị. Dạ, đúng rồi. Thôi, đó giờ có khi nào em đánh người yêu em lần nào chưa? Dạ chưa. Chửi chưa? Dạ chưa. Phan cái gì chưa? Dạ rồi. Cái phan mới ghê đó. Cái đấy em cũng sợ ấy. Gặp cái gì phan cái đó cũng căng lắm. Bạn nam có đi với mẹ đúng không? Dạ. Dạ chào cô. Em đây là mẹ của em chính. Thì nãy giờ cô ngồi nghe bé gái này nói chuyện cô có ngại gì không cô? Không, đấy là em cũng thích là cái tính thẳng thắn như vậy. Dạ. Tính của mình làm sao thì mình cứ nói thật. Nói thẳng ra để cho đối tượng bên mình biết là mình như vậy có thể chấp nhận được hay không. À. Thì mình chấp nhận được thì mình phải chịu tiến thôi, tới. Hả, cô, ha? Em theo ý kiến của con trai mình. Yeah. Theo em thì em cũng không thích tính phụ nữ mà nóng nảy quá như vậy. Có thể mình nóng nhưng mà mình phải biết lúc nào mình cần nóng, nhưng mình không nên phang đồ như vậy. Tại vì đồ như vậy là do ai sắm ra? Do hai vợ chồng làm ra tiền sắm ra. Yeah. Mà mình cứ phang như vậy rồi mình lại phải đi sắm lại. Nếu cái gì mình đã không bằng lòng với nhau thì mình nên ngồi để cùng nhau hòa giải, cùng nhau nói chuyện. Không sao hết, vấn đề này là mình mua đồ trong nhà, đồ ngủ hết. Dạ, giải quyết rất là êm đẹp. Cá tính mạnh thôi chứ thật sự nói cho tiền mình sắm ra mà đôi khi cũng nóng. Nhiều khi muốn dục nhưng mà lửa, phải lửa cô, lúc đó phải lửa. Cô đó cá tính bằng lệnh đấy. Rồi, cảm ơn cô. Cá tính vừa vừa thôi. Tại vì cái đồ em làm cơm ấy toàn rau không. Nóng nóng cầm rau một phát một thì thôi xong luôn. Thế bạn nữ đâu, hôm nay mình có đi với ai không? Nói thôi chứ khi về tiết tiền với phụ nữ mà. Bạn nữ có đi với người thân nào không? Dạ hôm nay có hai dì của em với lại có bạn em thêm. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, dạ, chào mấy khán giả xem đài. Với Chi ở nhà thì Chi rất là giỏi, Chi ngoan lắm. Các cô, các đồng nghiệp ai cũng thương. Tính nóng thì em chưa thấy bao giờ. Tại vì Chi nói là nói xa vậy thôi. Chứ em thật sự là chưa thấy Chi nóng như vậy. Chị thấy bạn bên đây thì cũng được, cũng đẹp trai, cũng hiền lành. Dạ, lanh, quyết định là do ở con.
Dạ cảm ơn chị. Cuối cùng thì quyết định vẫn là do hai trẻ ha. Rồi bình tĩnh nha. Nào kéo màn lên. Bạn trai bên đây rất giỏi nha. Nào hai bạn gặp nhau đi. Xin chào bạn. Mình lên đây có món quà. Giờ gặp nhau rồi bạn thấy mình như thế nào? Nói chung là nhìn thấy anh cao, em cũng thích người cao nhưng mà ấm quá à. Từ từ đi về núi thì nó mập ra. Em nãy nói là không có gia trưởng nhưng mà giờ ở trên đây thì nói không chưa quen thì anh nói là anh không có gia trưởng này kia nhưng mà không, thật sự là không gia trưởng thật. Chắc không gia trưởng. Còn đi chơi nếu mà mình quen thì người yêu mình đi chơi với bạn bè nhưng mà không cho đi riêng. Tức là chẳng hạn như ở đi riêng với một người con trai này bảo hôm nay em đi với bạn này ở trong đồng nghiệp với em là con trai rồi bạn ấy tới chở ai sao chấp nhận được. Nhưng mà bảo em đi theo nhóm, rồi em đi xe em rồi con bé kia chở em. Ok. Anh nói chuyện anh nhìn em được không? Chứ anh đừng có nhìn ở phía bên kia. Không phải đâu, nhìn. Nhìn đau xa lắm. Người phụ nữ hơi bị cá tính, đôi khi đàn ông nhút nhát chút xíu. Anh mà nói chuyện với cô nào mà cá tính anh cũng không dám nhìn thẳng nữa. Đúng không em? Đúng rồi, em mà nhìn thấy ai mà ý kiến đó. Đôi khi ta cũng mắc cỡ, đàn ông cũng phải e thẹn chứ bộ. Con gái mà em rất là sợ con gái cứ nhìn mình á. Mỗi người thuyết phục một câu nào đó thật tình cảm để đối phương mình cảm nhận thế nào. Thì sau khi nghe bạn nữ nói thì em thấy cũng hơi hoang mang một tí là nóng tính quá. Tính em cũng nóng lắm. Nhưng mà được cái là em rất biết nhịn. Mình nói là mình nói một phần như vậy thôi. Còn tự quen nhau thì sẽ tự biết rằng là hai người nhịn nhau được hay không, hai người hiểu nhau được hay không. Nãy giờ nghe nói cũng hoang mang quá. Bạn nam thì hoang mang với bạn được chứ bạn đâu có gì hoang mang. Một bạn trai quá tốt mà. Bạn trai thế này là ok đấy. Cảm xúc là phải tự nguyện, không nên ép buộc. Có gì nướng thịt. 1 2 Hãy lắng nghe trái tim mình đang nói gì. 3 Hết thời gian. Chúc mừng các bạn nha. Đây là những chiếc ghế phép vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Cởi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Ô vậy, về sức khỏe à? Ừ. Nghe bác sĩ mặt căng thẳng quá vậy. Đậu ghi hình cho nên em hơi bị run mà. Và bây giờ chúng ta mời bạn nữ bước ra phía trước. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào các bạn khán giả ạ. Em tên là Thanh Thủy ạ. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em đang làm nhân viên hành chính ở một trường đại học ạ. Rồi xin mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường, chào bạn nữ, chào quý vị khán giả. Mình tên là Nguyễn Minh Cảnh, mình 26 tuổi, mình đến từ Long An. Hiện tại mình là bảo vệ về sức khỏe con người. Bảo vệ sức khỏe con người là sao? Là sao? Cụ thể bạn làm việc gì? Là mình khám bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh. Là bác sĩ hả? Nói đại bác sĩ đi, bảo vệ sức khỏe con người. Cái tuổi đó làm công an. Làm bác sĩ bao nhiêu năm rồi bạn? Dạ, chính thức là ra trường khoảng 6 tháng mới đây thôi. Dạ. Mà làm bệnh viện ở Long An đó hả? Dạ, bệnh viện đa khoa là ở Long An. Long An. Ủa, bạn có thích bác sĩ không? Dạ có ạ, em thấy cái nghề đó nó hay ạ. Thích bác sĩ mà sao nghe bác sĩ mặt căng thẳng quá vậy? Dạ, chắc có lẽ là lần đầu ghi hình cho nên em hơi bị run mà. Vui lên, tươi lên, đúng đối tượng mình rồi đúng không? Bác sĩ là thích phải không? Chị biết, chị đăng ký là em muốn tìm một người là bác sĩ thì giờ đúng rồi đó. Dạ. Mơ từ thuở nhỏ đúng không? Đó, tươi lên vậy phải xinh không? Bác sĩ là một nghề rất là cao quý, ai cũng yêu quý hết trơn á. Dạ. Ở trong bệnh viện thì tôi thấy rằng rất nhiều bác sĩ nữ, rất nhiều y tá, thậm chí bệnh nhân đi khám này kia rất nhiều. Không lẽ mình không chưa tìm được người bạn nào? Quan điểm của em là không thích bạn nữ làm chung nghề tại vì rất là cực, phải trực và chăm sóc bệnh nhân, không có thời gian chăm sóc gia đình. Không làm bác sĩ thì cũng công việc khác chứ làm sao ở nhà chăm sóc gia đình không được bạn? Dạ vẫn đi làm nhưng mà có thời gian rảnh chăm sóc gia đình à chị. Thời gian làm việc của mình như thế nào Thủy? Theo giờ hành chính à. Ừ, chiều tối là vẫn về nhà với gia đình được. Dạ đúng rồi. Bác sĩ thì đi suốt vậy đó, trực ca ngày ca đêm tùm lum, rồi có những cái trường hợp đặc biệt cũng phải đi làm luôn thì bạn có ngại không? Đặc thù của nghề này thì em đã biết trước như thế rồi, em không có ngại. Bạn thấy là những cái mặt mạnh của mình và những mặt yếu của mình là những điểm nào? Điểm mạnh của em đó là em biết nấu ăn, cắm hoa, vẽ tranh, viết truyện ngắn ạ. Viết truyện ngắn nữa? Dạ. Viết nhiều chưa? Dạ cũng khá khá. Có viết chuyện nào về bác sĩ chưa? Có rồi anh. Đề tài gì ạ? Còn gần đây nhất thì em có đi từ thiện ở Cần Giờ và em đã viết về các bác sĩ khám bệnh miễn phí cho những người dân nghèo ạ. Bạn nam. Dạ. Bạn yêu cầu một người phụ nữ của mình như thế nào?
Thì em có hai tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn chính là về quan điểm là tuổi tác phù hợp. Phù hợp là sao? Em tuổi Tỵ thì theo ngũ hành là không có xung khắc. Dần thân Tỵ hợi tứ hình xung á hả? Dạ. Là sao? Bây giờ bạn chọn tuổi hợp á hả? Dạ. Tuổi nào hợp? Tức là bây giờ là Tỵ nè, bên kia là Dần thân Tỵ hợi tứ hình xung. Dần thân Tỵ hợi bên kia có nhầm tuổi đó không? Bên đây tuổi Ngọ. Ngọ hả? Được không? Dạ ok ạ. À, vậy là hợp rồi ha. Dạ. Nhưng mà chị hỏi Thủy nè. Dạ. Mình có đặt ra cái mẫu tiêu chuẩn người bạn trai của mình là người như thế nào? Chững chạc, vui vẻ, biết quan tâm mọi người, biết lắng nghe và chia sẻ. Những cái điểm nào không thích? Cộng tính, nóng tính, hút thuốc, uống rượu. Có hút thuốc uống rượu không bạn? Dạ hút thuốc thì không ạ. À, còn uống rượu thì thỉnh thoảng. Những cái nhu cầu mà bạn gái đưa ra mà có đáp ứng được hết không? Dạ được ạ. Bao nhiêu phần trăm? Trên 80% ạ. À, có lố quá không? Dạ có đó cũng mức trung bình thôi chị. Vậy hả? Dạ. Mình không thích nhiều gì ở phụ nữ? Đánh đá hay là hung dữ, không biết chăm sóc gia đình. Có vẻ bạn quan tâm về gia đình nhiều hơn đúng không? Dạ không. À, bên đúng. Đây biết nấu nướng rồi này kia là người phụ nữ của gia đình đấy. Nếu như ba mẹ bạn không đồng ý, trong khi bạn đồng ý thì bạn xử lý như thế nào? Tiêu chuẩn của ba mẹ là về tuổi tác thôi, còn phần còn lại là của em ạ. À. Ủa vậy hả? Dạ. Tức là phân công nhau rồi đúng không? Dạ. Về tuổi tác là được rồi. Dạ. Nếu như bây giờ tuổi tác không hợp, bạn kia là lọt vô cái khung là Dần thân Tỵ hợi. Dạ. Ba mẹ không đồng ý thì bạn sao? Em cũng sẽ giải thích cho ba mẹ, nhưng mà nếu mà ba mẹ nhất định là thì em sẽ theo nghe theo ba mẹ. Cho dù yêu thương cỡ nào mình cũng không đến được với nhau nếu ba mẹ không đồng ý. Dạ. Gia đình Thủy có quan trọng chuyện tuổi tác gì không? Gia đình của em thì không có quan trọng về vấn đề tuổi tác à. Thế ba mẹ có đặt ra tiêu chuẩn gì khi mà mình kiếm chồng không? Do em tự đặt ra chứ ba mẹ không ép buộc con cái. À, nếu như nãy giờ cái người đàn ông bên đó không phải là bác sĩ thì em có thích không? Vẫn là bạn bè bình thường thôi ạ. À, chứ không tiến tới hôn nhân. Dạ. Còn nếu là bác sĩ là tự nhiên là được điểm trước rồi. Được điểm cộng á. Bao nhiêu phần trăm rồi? Chắc khoảng 60% ạ. Hai bên có hai nhiều cái quan điểm cũng lạ nha. Bên đây nếu như ba mẹ không đồng ý thì theo ba mẹ. Còn bên kia phải là bác sĩ, không bác sĩ thì giảm phần trăm. Thì tôi xem cô kia sao mà cô cần bác sĩ dữ vậy? Chắc hồi nhỏ bệnh nhiều. Chào bạn. Dạ chào anh Dương Linh. Bây giờ bác sĩ cũng nhiều mà, dù mình lấy một người đó mà miễn yêu thương mình thôi, không cần bác sĩ rồi mình đưa đến khám bác sĩ cũng đâu có sao đâu. Dạ hồi nhỏ em hay bị amidan. Thấy chưa, tôi đoán đúng thấy chưa. Cho nên em muốn là sau này mình cũng muốn tìm một nửa của mình làm bên cái nghề mà khám chữa bệnh đó. Bệnh nó dễ chữa mà, ra bác dạ. sĩ chữa không được. Dạ em thích người trong nhà hơn, nó mang cảm giác an toàn hơn. Ừ, người nếu thân. Như bây giờ dạ. hôm nay đặt vấn đề, bạn là người tuổi xung khắc với bạn này. Dạ. Bạn rất yêu bạn này, bạn kia cũng rất yêu bạn. Mà bạn này không đồng ý thì nghe lời theo là ba mẹ thì bạn có buồn không? Chắc có lẽ là cũng buồn. Cũng buồn đúng không? Dạ. Rồi, đó là những cái gì mà nãy giờ chúng tôi đã cho hai bên trao đổi để cảm nhận về nhau. Còn bây giờ mình có thể giao lưu với người nhà. Em đi với chị họ. Rồi chị họ. Dạ. Dạ chào chị. Ở nhà chị thấy Thủy là người như thế nào? Nó hơi nhút nhát một chút. Nhút nhát. Và nó lành lắm, hiền lắm. Anh bác sĩ thấy sao? Dạ. Anh bác sĩ thì theo em thấy thì anh nói là yêu mà đến cỡ nào mà ba mẹ không đồng ý cũng không đồng ý thì em cũng không thích cái chuyện này. Thực ra cái cuộc sống của mình á là do mình quyết định, ba mẹ chỉ là một phần, nó gạt ba mẹ ra thì cũng không đúng. Dung hòa lại nó thì em thấy nó tốt hơn. Khi mình đã yêu quá rồi mình bỏ cũng không thể được, tội cả mình và tội cả bạn mình. Tôi đồng ý với ý kiến của chị. Yeah. Quan điểm tuổi tác á, là đầu tiên á, là em trước khi mà em muốn quen hay muốn thương người đó sâu sắc thì em điều tra trước rồi, coi tuổi trước rồi mình mới yêu ạ. À. Cái tuổi đó nó không có quá nặng. Tôi nghĩ rằng thế là bạn cũng là bác sĩ, cũng có suy nghĩ nó tiến bộ hiện đại chút xíu. Lẽ giờ mình gặp cô đó hỏi tuổi gì? Nếu mà không tuổi không quen hả? Thế rồi nó khó vậy ta? Dạ không phải khó, em thì không có tin tưởng cái đó nhiều lắm, nhưng mà cái đó là tiêu chuẩn của ba mẹ, em sống với ba mẹ nên là em cũng phải theo ạ. À. Bây giờ là lấy vợ là sẽ về ở chung với ba mẹ? Trước mắt về quê sống và sau này em có định hướng có lên Sài Gòn. Dạ. Lấy vợ là rước về Long An. Dạ. Hồi nãy giờ nói chuyện cho đã xong mà thí dụ ra tỷ mở màn lên hỏi tuổi cái không được là thôi là không bắt không cái này hỏi tuổi rồi. Dạ dạ. Thì bên đây là chẳng qua hên thôi, dạ trả tỷ bây giờ mà bên đây đúng rồi. Coi như là vậy mình làm ai làm bố mình nói cỡ nào hợp hết trơn mà hỏi tuổi cái trách quốc là không nhấn chuông. Dạ em nghĩ là em đến đây là chắc có duyên ạ. À. Nhưng mà bây giờ bác sĩ ở dưới Long An là đã có nhà cửa gì chưa để chuẩn bị lấy vợ chưa? Hiện tại thì em mới ra trường thì em thì không có tiền nhưng mà ba mẹ thì có. Hèn chi phải nghe lời ba mẹ là đúng rồi. Mình vẫn tôn trọng ý kiến của ba mẹ. Dạ. Ba mẹ là trên hết. Dạ. Nhưng mà theo tôi nghĩ thế này thì mình cũng nên chia sẻ ba mẹ chút xíu chuyện về tuổi tác đó. Thủy ơi, mình hỏi bạn một câu nữa thôi, mình sẽ cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện. Rõ ràng là đó bác sĩ công tác ở bệnh viện ở Long An, mẹ ở Long An, bắt buộc cưới là phải về Long An, không là mất bác sĩ. Quyết định đi. Em vẫn muốn sống ở thành phố hơn ạ. À.
Nhất định không về Long An, dù đó là bác sĩ. Quan điểm hai người đã rõ ràng đúng không? Với lại khi nhìn nhau có thay đổi quan điểm hay không? Kéo màn lên. Bắt đầu. Chào Hoàng. Mình có món quà không tặng Hoàng? Cho mình hỏi là quan điểm về hôn nhân của bạn như thế nào ạ? Vợ chồng còn phải tôn trọng lẫn nhau, biết quan tâm và chia sẻ ạ. Tại sao bạn không muốn về Long An ạ? Em vẫn thích ở thành phố. Không, mình á là ý định là về Long An là ổn định trước rồi có cơ hội chăm sóc cho ba mẹ, sau này thì mình vẫn lên Sài Gòn. Nhà anh có mấy người ạ? Nhà mình thì 5 chị gái, mình là Út. Lúc nào mình chia sẻ quan điểm với bạn thấy mình như thế nào? Bây giờ đâu có khắt khe giống như hồi xưa nữa. Mình có thể tự lựa chọn cái quyết định của mình, chứ cha mẹ đâu có thể nào bắt ép mình được. Mình cũng nghĩ như vậy, nhưng mà cũng muốn làm cho ba mẹ vui. Dạ. Nhưng nếu như bạn làm cho ba mẹ vui mà là một người khác mà bạn thương yêu, yêu thương bạn buồn, thì điều này nó có trăn trở đối với bạn hay không? Em sẽ trang hòa giữa hai bên ạ. Thí dụ như nãy giờ mà tôi chưa hỏi bạn này, đến bây giờ mới hỏi ra thì hình như tất cả mọi thứ nó đều gọi là phá sản hết. Đó, nãy em nói rồi, mình nói nãy giờ như là vô nghĩa. Cái ý tôi là như vậy thôi. Thí dụ hai bạn rất là hợp với tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng gặp lại nhau hỏi ra tuổi ngọ rồi, coi như đứng về mà không bấm nút đi về. Tuổi ngọ được anh. Thí dụ không phải là tuổi ngọ đó, dạ, thì không lẽ chúng ta đứng dậy đi về, đúng không? Không, mình vẫn làm bạn. Dạ, đúng rồi, làm bạn, đúng rồi, làm bạn. Dạ. À, muốn hỏi gì nữa không? Hỏi cho kỹ đi. Nãy em có nghe anh nói là sau này anh tạo một cuộc sống ổn định ở dưới Long An, xong rồi anh sẽ lên thành phố phải không ạ? Dạ đúng rồi. Vậy thì anh dự định là khoảng bao lâu là anh lên thành phố ạ? Có thể là ba mẹ già hay gì đó là mình sẽ đi lên thành phố. Em thấy là điều đó là rất là tốt. Anh là một người con rất là hiếu thảo ạ. Thì em rất là đồng ý ạ. Như là giờ bạn đồng ý đi về Long An làm dâu? Không, cái vấn đề này thì về thương lượng đi, anh có cảm nhận gì về em như thế nào ạ? Ban đầu nhìn em thì rất là dễ thương và đạt tiêu chuẩn của mình đề ra. Dạ. Rồi ban sau thì sao? Tự nhiên ban đầu cái game á. Em thấy sao? Em thấy anh này so với cái độ tuổi của anh 26 tuổi, nhưng mà em nhìn thấy là ảnh chững chạc, biết lo cho cha mẹ. Rồi, hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để suy nghĩ và quyết định xem có đồng ý hẹn hò ở Long An hay không. Rất quan trọng bạn nha. Cái nhấn nút nó sẽ tạo cơ hội cho nhau xem có hợp tình hợp lý chưa, có đến một tương lai xa hơn không. Suy cho kỹ, nghĩ cho sâu. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Cuối cùng chúng ta cũng đã giải tỏa được tất cả mọi cái điều nghi vấn xung quanh cái câu chuyện ngày hôm nay là nhấn nút đồng ý hẹn hò với nhau. Gửi tặng bạn những cái vé xem phim, yeah, để các bạn có thời gian tìm hiểu nhiều hơn. Yeah. Chúc mừng. Cảm ơn anh. Con sống khá là nội tâm, hơi ít nói, với con ngại giao tiếp trước đám đông, thực sự là ngồi đây con rất là run. Hay bị giải gọi là ngủ nướng. Tại vì cái tính chất công việc của con thì thường hay gọi là ngủ trễ, nên gọi là đôi khi ngủ khoảng 7-8 giờ sáng mới thức. Ngủ lên chứng khoán nó lên cho mệt. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời nhà gái giới thiệu cho đàn trai biết coi. Dạ, con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Con tên là Thanh Tâm, năm nay con 25 tuổi. Con đến từ Kiên Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tức là con đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh là nghề gì? Dạ, con làm điều dưỡng ở một bệnh viện trong thành phố. Ở quận mấy? Dạ, con làm ở bên quận 5, chú Quyền Linh. Quận 5 hả? Dạ. Quê ở Kiên Giang. Kiên Giang mình đẹp làm sao? Đó. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả các bạn. Con tên là Nguyễn Văn Trung. Hiện tại con đang làm việc và sinh sống ở hai nơi, An Giang và Bình Dương. Công việc chính của con hiện tại đang là môi giới về đầu tư chứng khoán. Rồi, chứng khoán mùa này sao rồi con? Dạ, tình hình vàng với cổ phiếu hiện tại. Đừng nói chuyện vàng ở đây con. Tình hình căng lắm con. Bên kia là làm điều dưỡng, bên đây chứng khoán ha.
con nói cái điểm mạnh điểm yếu của mình cho bạn trai Bảnh nghe đi. Dạ, cho con xin được nói khuyết điểm của con trước. Là về khuyết điểm của con thì con sống khá là nội tâm, hơi ít nói, với con ngại giao tiếp trước đám đông. Thật sự là ngồi đây con rất là run. Nhưng mà ráng gồng. Vậy đó hả? Dạ. Rồi còn điểm mạnh của con? Dạ, còn về điểm mạnh của con thì con biết nấu ăn, biết lắng nghe người khác, cũng như là biết chăm sóc cho gia đình. Còn con? Dạ. Con có những cái ưu điểm khuyết điểm gì? Dạ con ưu điểm và khuyết điểm hơi bị nhiều. Khuyết điểm trước đi, giống như bên kia coi sao. Cho trước tiên cái khuyết điểm của con là hay bị dễ gọi là ngủ nướng. Tại vì cái tính chất công việc của con thì thường hay gọi là ngủ trễ, nên gọi là đôi khi ngủ khoảng là 7-8 giờ sáng mới thức. Ngủ lên chứng khoán nó lên cái mệt. Thường phiên sáng thì nó không có vấn đề gì. Kèm theo đó là con rất là dễ gọi là dễ quên tên người đối diện. Rồi, dạ. Khuyết điểm gì nữa con? Thì hầu như là hai khuyết điểm đó là rất là lớn của con. Còn ưu điểm? Dạ, ưu điểm của con thì dễ gần gũi, vui vẻ. Kèm theo đó là hầu như là rất là dễ hòa nhập với gọi là tất cả các môi trường. Nhưng mà con có thể thêm cái khuyết điểm của con là hơi bị nhây. Nhây hả? Dạ, nhây. Giống nhây như là có lầy không? Nhây cũng hơi lầy. Hơi lầy luôn. Dạ. Nhưng mà đôi khi cũng cần lầy cho nó vui con. Ông con nghĩ như thế thì phù hợp với bạn bên kia, tại vì bạn kia khá là trầm tính. Ưu điểm khuyết điểm bên đây vậy đó, bạn gái thấy sao? Nó nghe nè, bây giờ bên đó có cái sở thích gì đặc biệt không? Hiện tại thì con rất là thích đi du lịch. Hầu như là tầm độ khoảng 3 tháng là đều đi một lần. Bên đây con có thích du lịch không? Dạ con cũng thích đi du lịch. Vậy hả? Dạ. Có thích nuôi động vật không? Dạ thích, con vô cùng thích nuôi chó mèo luôn. Dạ bạn bên kia có thích không? Dạ con chuẩn bị là định là tìm bạn nữ để là nuôi cún nè con. Dạ. Trời ơi, lấy vợ thì làm gì tươi tỉnh, lấy vợ thì nuôi cún. Hai đứa cũng có nhiều cái giống nhau ha. Đúng rồi, đồng điệu á. Bây giờ mình hỏi xem đường tình duyên hai nhỏ hay sao nè. Bây giờ đường tình duyên của mình có mấy mối tình rồi nè? Dạ con có một mối tình đơn phương. Còn nếu nói về mối tình chính thức thì con chưa trải qua mối tình nào hết. Chưa có mối tình nào hết. Rồi đơn phương người ta có biết mình đơn phương người ta không? Dạ không. Không biết luôn, dạ. Đó là năm thứ mấy? Dạ năm 2 đại học cô. Như vậy là tới nay là được mấy năm? Khoảng 4 năm cô. Khoảng 4 năm rồi, dạ. Trời đất ơi. Wow, áp lực cho cái anh bạn bên kia nghe. Anh Trung. Dạ. Đó bên kia là chưa có mối tình nào đó người nha. Người ta chưa có mối rồi, tình nào đó. Rồi con nói đường tình duyên đi, mấy mối tình rồi? Dạ con hiện tại đang có, đã từng trải qua 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? Dạ dài nhất là một năm. Một xong năm. Rồi đơn phương họ cũng 3-4 năm. Khi mà chấm dứt cái mối tình đó thì bắt đầu quen lại một cô bạn thì lớn tuổi hơn con 5 tuổi. Lớn hơn 5 mà tuổi. Sau thời gian khoảng cũng gần 1 năm thì họ cũng bắt đầu định cư bên Mỹ. À, nên trở thành bạn luôn. Rồi, xong rồi đó. Nhưng mà anh nay con ở không là mấy năm rồi, nay con nói nhỏ cô không nghe. Dạ cũng gần 2 năm rồi con. Ở không gần 2 năm rồi hả? Trời ơi, nay ở không đó giờ luôn á. Dạ con cần tìm yêu thế nào con nói cho bà mối dân nghe cái đi. Cái mẫu bạn gái của con có thích giống như là mà người yêu của con phải giống như công chúa không? Dạ con nghĩ thì không cần như vậy đâu cô. Tại vì xinh quá thì mất công giữ nữa thì khổ. Không, ý cô không nói là xinh quá mà giống như là một cái mẫu hình mà giống như là nhẹ nhàng nè, dễ thương nè, nhìn giống như công chúa vậy đó. Có thích không? Dạ cũng thích đó cô ạ. Thích da trắng hay là da nâu? Da cao khoảng 1-1.5 trở lên là cao mét rưỡi. Dạ thì da trắng. Tóc sao? Dạ tóc thì chấm ngăn vai hoặc vài tí xíu cũng được. Nhưng mà cái vấn đề đó thì quan trọng là phù hợp vào cái tính cách và sở thích của người phụ nữ thôi, chứ mình cũng không thể can thiệp được. Có bây giờ con nghĩ là trời ơi, bây giờ là khi mình bắt đầu đến cái với cái chương trình này, rồi tự dưng mình đem về một cái gọi là một cái viên ngọc quý, một nàng công chúa mà mình phải trách nhiệm nặng nề lắm, bởi vì tới 25 tuổi rồi người ta chưa biết yêu là gì luôn. Cô nói con bị đau tim. Bị đau tim luôn, cô còn đau tim giùm con nữa nè. Để tôi qua tôi coi mắt này nhà gái coi sao nha. Đây. Công chúa hả? Đó công chúa. Chào chú Huyền. Trời chào công chúa. Đó. Dễ cưng quá ha. Con muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ mẫu bạn nam của con là một người trưởng thành, chín chắn. Con thích bạn nam ít nói, với không hút thuốc. Còn nếu mà uống rượu thì cũng được, nhưng mà phải biết điểm dừng là được. Đặc biệt là con thích mấy bạn nam mà biết sửa chữa một số cái vật dụng ở trong gia đình á, ví dụ như là lắp điện hay lắp ống nước hay trời là khoan tường gì đó. Ba cái gì? Dạ. Nhỏ mà, nhặt đó mà. Ví dụ như nếu bạn nam đó mà cũng thương chó mèo nữa thì con còn khóa giữ nữa. Được không con? Dạ con nghĩ là được. Sửa được số đồ trong nhà không? Dạ được. Bao nhiêu phần trăm? Nãy giờ bạn gái nói vậy là con dạ, tự khoảng là 80%. 80% đó. Chỉ có cái việc là cái công việc của môi trường làm việc con nói hơi nhiều, nên nói hơi khó. Chứng khoán mà nói nhiều lắm. Nhưng mà theo cái cạnh là khi mà có hai đứa thì con rất là ít nói. Con không thích điều gì đàn ông? Dạ con không thích con trai
gia trưởng với tính hay tính toán. Tính toán? Dạ. Chứng khoán tính vừa lắm. Thì đó, nè đó, nè nè tính. Tính hàng giờ luôn á. Khoán mà không tính là thua đúng không? Thôi hỏi kiến người thân đi con. Con dạ. Đi với ai? Dạ, hôm nay thì con đi với hai đứa em gái. À, hai đứa em gái ha. Thấy chị dâu tương lai sao? Được không? Dạ, con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Ừ. Con thấy chị này rất là xinh và dễ thương. Rất là hợp với anh của con. Hai người rất là xứng đôi. Hồi nãy chị nói là thích người đàn ông sửa điện, sửa uống nước trong nhà không? Thì anh em lúc trước là thợ sửa điện, sửa uống nước trong nhà. À. Thợ sửa trong nhà, thợ sửa ngoài? Sửa ngoài luôn chú. Trời ơi, giỏi vậy đó hả? Dạ. Thôi vậy cũng được, an tâm con, an tâm. Em mong hai anh chị cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn con. Hai đứa này, nó giống như song sanh vậy. Con đi với ai ạ? À? Dạ, hôm nay con đến đây cùng với chị và các bạn đồng nghiệp của con. Vậy hả? Đâu chị ơi? Chị đâu rồi? Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân ạ. Em là Tinh Chi, em là chị đồng nghiệp của bạn Thanh Tâm. Thì bạn là một người vui vẻ, hòa đồng. Chắc do tình duyên chưa tới cho nên lúc này còn không. Chị thấy bạn trai bên đây cũng vui vẻ, hòa đồng. Và hy vọng hai bạn nên cho nhau một cơ hội ạ. Cho chúng trẻ gặp nhau đi. Mở rào ha. Mở rào. Mở rào. Ôi, dạ. Anh có quà muốn quà tặng em nha. Em cảm ơn anh. Dạ, đồng thời em cũng có muốn quà muốn tặng cho anh. Dạ, okay. Đây là chiếc đèn ngủ hình một nhân vật hoạt hình mà em rất là yêu thích. Em hy vọng là với chiếc đèn ngủ này thì sau một ngày làm việc mệt mỏi thì nó có thể mang đến cho anh một giấc ngủ ngon. Anh có thể mở quà ra coi. Dạ, anh cảm ơn em. Dạ. Cái này mình mở, được. Dạ, à, đọc nó cũng cháy mà không đọc nó cũng cháy luôn. Dạ. Do lần đầu tiên anh nói chung là cũng lâu lắm rồi không có biết là mua quà tặng cho phụ nữ nên cũng chỉ có duy nhất một cái bó hoa thôi. Với lại bên cạnh bó hoa thì anh cũng đang là sau một cái thời gian làm việc cũng lén mẹ có một cái quỷ duyên gọi là quỷ đen á, đang tìm một cái người phụ nữ để giữ giùm. Tại vì người đàn ông thì rất là khó giữ cái quỷ đó thì cũng mong muốn là trước tiên là cũng có được một cái người là giữ quỷ để giúp cho anh. Nữ chủ nhân đúng không? Nữ chủ nhân. À, ở lần đầu tiên thì anh có cảm nhận gì về em không? À, cảm nhận của anh là em rất là xinh, xinh hơn là cái mức là tưởng tượng của anh. À, cảm ơn anh. Với lại thấy em cũng rất là vui vẻ, rất là vui vẻ. Nói chung là em cũng chỉ hay cười thôi chứ em không có, chắc cũng thiếu muối. Anh cũng rất là thích cười, nói chung là vui cũng cười, buồn cũng cười. Dạ. Ủa vậy là hiện tại giờ là em ở Sài Gòn luôn hả? Dạ đúng rồi, em ở Sài Gòn, em ở bên Tân Bình. À Tân Bình ha. Nhưng mà hiện giờ là anh đang làm việc ở An Giang ha? À, hiện tại thì anh đang gọi là chuẩn bị chuyển công tác về dưới. Nhưng mà khoảng một tháng trước thì anh cũng đang ở Bình Dương. À, ví dụ như công việc của em thì khá là bận rộn, cũng có hai trực đêm nữa. Anh nghĩ sao về việc mà người đàn ông trong gia đình á phụ giúp người phụ nữ của mình công việc nhà một xíu? Thì cái hầu như cái việc đó thì đương nhiên thời buổi hiện tại bây giờ là nam nữ gọi là bình đẳng. Dạ. Nên tốt nhất là san sẻ công việc lẫn nhau. Dạ. Dạ, chứ cũng... không phải cứ phụ nữ là phải làm hết tất cả những việc đó. Dạ. Nên cái điều đó thì em cứ yên tâm, tại vì anh thì sống một mình cũng từ thời điểm năm 20-21 tuổi rồi. À dạ. Anh những cái vấn đề đó anh nghĩ làm được. Dạ. Hai đứa trao đổi là bây giờ mình hẹn hò ở đâu, khoảng bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân, ví dụ như thế. Nếu như mình bắt đầu quen nhau thì em nghĩ là mình sẽ tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ khi nào mà em cảm giác là em cảm nhận được anh là người một người đàn ông tốt. Dạ, chắc khoảng một năm, hy vọng vậy. À. Tại vì hiện tại giờ thì mẹ anh rất là sợ về nhà. Tại vì về nhà, mỗi lần về nhà là mẹ anh cứ bảo đi cưới vợ. Dạ, đúng vậy. Tương lai hai đứa lấy nhau thì về ở đâu? Kiên Giang hay là An Giang? Chú Quyền lên thay em hỏi luôn rồi, anh trả lời luôn nha. Anh thì anh là con thứ. Cái việc mà ở đâu thì nó không quan trọng. Dạ. Thật sự mà nói, ở đâu mà cảm thấy mà mình vui vẻ, mình hạnh phúc thì mình cứ việc ở. Với ba mẹ anh thì cũng không đặt nặng cái vấn đề mà phải đi làm dâu này kia nọ. Dạ. Quan điểm về con trai con gái thế nào? Ví dụ sau này mà có thể tiến tới hôn nhân thì anh thích sinh bao nhiêu con, và là con trai hay con gái? Anh nghĩ là một nam một nữ là một nam một nữ. Dạ. Một nam một nữ là hợp lý. Hai đứa giao lưu văn nghệ chút đi nha. Thôi anh xin gọi là gửi tặng cho em một cái đoạn thơ thôi. Một cái đoạn thơ mà anh nghĩ đang khá là hot ở hiện tại ở trên mạng. Dạ. Anh hãy nắm tay lớn lên nha con, lớn lên cho cô nghe chứ. Đất An Giang đầy nắng và gió, trai An Giang vừa chịu khó lại dễ thương. Nếu một mai mẹ anh cần cô dâu Thảo, em có bằng lòng làm con dâu mẹ anh không? Dạ. Trả lời luôn đi. Dạ em nghĩ là sẽ để thời gian trả lời. Dạ. Ok. Hát đi con. À, thật sự là con hát rất là dở.
cho nên là có gì thì mọi người cũng bỏ qua cho con nha. Hát hay không bằng ai dạ, hát, con được hát một đoạn thôi nha. Rồi sao anh đêm lung linh và tình sông nơi biến lên, gửi anh những ngôi sao trên cao, tặng anh chiếc khăn gió ấm, để anh thấy chẳng hề cô đơn, để anh thấy mình gần bên nhau, để anh vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc anh thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi anh, nụ hôn của em ấm áp, và anh hãy cười nhiều anh nhé, vì anh mãi là niềm hạnh phúc của em mà thôi. Rồi, mà. Được rồi, hai đứa về vị trí đi nào. Giờ đến lúc hai đứa kiểm tra lại, đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Chúng ta hãy lắng nghe con tim của mình nha. Đừng bấm nút vì bất kỳ điều gì cả. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Trước khi bấm, con có thể nói một câu với bạn nữ không ạ? Nói đi con. Nói rồi cho nghe nghe. Mình gặp nhau ngày hôm nay đó là một cái duyên. Anh nghĩ là mình cái này là về phía anh thôi. Nhưng mà anh mong ở cái góc độ là em là bên bên đàn gái, chúng ta có thể là cho nhau một cái cơ hội để gọi là mình tìm hiểu nhau một cách gọi là chân thật và lâu dài hơn. Tại vì đến với cái chương trình này thì anh không muốn dừng lại ở một cái mối quan hệ gọi là bình thường. Và anh mong em là sẽ bấm nút cùng về cùng với anh. Anh xin hát. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3, 2, 1. Hết thời gian. Chúc mừng. Được rồi đó. Nắm tay nhau đi. Rồi bây giờ là nụ hôn đầu tiên con vượt qua được cái dạ. Đó vậy thôi, bình thường đó mà. Robot thương hiệu quốc gia. Mối tình sâu nhất của em là cũng là người chồng cũ của em 7 năm, 20 em lấy chồng. Cái người đó là người đầu tiên của em và em lấy người đó luôn. Điều gì em không thích ở một người đàn ông? Thứ nhất là sự gia trưởng, không có trách nhiệm, không biết lo làm. Mời đàn trai. Wow. Rồi đây em trai. Dạ đúng rồi. Rồi ngồi đi em trai. Dạ. Rồi bên nhà trai ổn định rồi đúng không? Rồi xin mời nhà gái bước ra sân khấu. Wow. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và mọi người ạ. Chào em. Chào chào bạn, chào anh bên kia ạ. Dạ. Rồi bây giờ em giới thiệu sơ sơ về lý lịch trích ngang của em đi em gái. Dạ, em tên là Lâm Lê Mỹ Anh. Em 30 tuổi, em làm giáo viên mầm non. À, đang dạy đâu em? Trường quốc tế mầm non Iris ạ. Dạ, em là người thành phố Hồ Chí Minh. Em có một cái style rất là chất. Nhìn em là liên tưởng ngay tới cô Hoa hậu Hàn Giang liền ha mọi người. Dạ, ba em lai Pháp. À, hèn chi trên mặt em nhìn là có nét gì đó rất là lai. Dạ, nhưng mà mọi người cứ nghĩ em lai cam không ạ. Xin mời đàn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Nam Thư. Chào bạn gái bên cạnh. Thì em tên đầy đủ là Nguyễn Anh Tuấn. Em năm nay 30 tuổi, quê ở Nam Định và sinh sống ở Sài Gòn này được 20 năm rồi. Hiện tại em ở Bình Tân. Công việc của em là gì? Dạ, công việc của em là kinh doanh, chuyên về quay vịt, quay gà, quay heo. Có bánh mì không? Có. Ngon à, nghe vụ này ngon á, tôi hấp dẫn rồi đó. Rồi, bây giờ mình cho biết một chút xíu về cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi em trai. Dạ. Em có thể nấu ăn được, giặt quần áo được, ủi đồ được, làm tất cả mọi thứ mà phụ nữ làm được em làm được hết. Quay vịt được, quay heo được. Dạ. Có chút nóng tính, có gì thì em nói thẳng luôn. Quay vịt mà nóng quá nó khét vịt làm sao? Dạ không anh, đấy là cái lò nó quay chứ không phải em quay. Nhiều khi em đứng ở cạnh cái lò nóng nữa. Mỹ Anh, em cũng hơi nóng tính chút. Em thiên về cảm xúc nhiều nên nhiều lúc em bộc phát cảm xúc của em hơi bị quá. Làm việc gì cũng làm đúng cái tâm của mình. Mình nói tí xíu về tình trường ha. Mối tình sâu nhất của em là cũng là người chồng cũ của em 7 năm. 20 em lấy chồng rồi. Cái người đó là người đầu tiên của em và em lấy người đó luôn. Em vì người đó nhiều quá nên em bỏ quên mình luôn. Khi mà sinh con xong em phát hiện ra là anh ấy ngoại tình. Có người thứ ba. Dạ đúng rồi. Trong vòng một tháng em dứt luôn. Ly hôn trong năm 2016 đó luôn. Là em về mẹ sống. Dạ, mẹ em là người em lúc mà khi mà em đi lấy chồng á thì em là người bỏ mẹ em, em về em chăm sóc gia đình chồng. Còn khi mà em
Đây nắm tay chị nha. Em tuyệt vọng nhất á thì mẹ em là người chào đón em. Dạ mấy gì ở nhà ngoại. Dạ. À, vậy thì bây giờ con em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con em năm nay 6 tuổi. Con trai hay con gái? Dạ con trai. Ở thời điểm này là em cũng không rung động trước ai cả. Tại vì tiêu chí em là phải thương con em. Con ai nuôi em? Dạ em nuôi. À. Em cảm thấy giữa em và bạn ấy có một cái gì đó nó rất là đồng cảm với nhau. Hai đứa hoàn cảnh cũng rất là giống. Em cũng ly hôn 2016. Ủa vậy hả? Dạ, em đã từng lập gia đình. Cuộc sống nó không may mắn. Em gặp rất nhiều biến cố trong con đường kinh doanh. Tại vì trước đó thì em vợ em không phải đi làm một cái gì cả. Thì một tay em làm và em nuôi vợ. Đấy thì khi mà em rơi vào hoàn cảnh đó thì vợ có nghĩa không chấp nhận được. Vẫn có một cái cuộc sống riêng rồi. Có con chưa? Dạ con trai em cũng gần 6 tuổi rồi. Ủa vậy hả? Giống bên kia luôn. Dạ. Mà giờ con trai là ở với em hả em? Dạ đúng rồi, con trai ở với em ạ. Thôi coi như là hai bên cũng đã lỡ một chuyến đò. Bây giờ mình đi một chuyến đò khác mới hơn. Mình tạo thêm nhiều cái hạnh phúc hơn nữa nha. Dạ. Em gái, em muốn tìm dạ. một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn là con em có được tình cảm từ người đó, không có trách nhiệm với gia đình. Cùng em chia sẻ vui thì cả hai đều vui, mà buồn em không muốn chịu một mình. Điều gì em không thích ở một người đàn ông? Thứ nhất là sự gia trưởng, không có trách nhiệm, không biết lo làm. Em còn muốn gì nữa không? Cao hơn em, với lại đừng có mập quá. Tại vì những người mập thì người ta ít vận động á, làm biết. Trời đất ơi. Tự nhiên có người đứng lên liền. Tôi đi qua rồi. Sao mấy người mập làm sao? Chào em gái. Là ít vận động đó anh. Ít vận động hả? Là làm biến. Chà nói tới đâu đâu tới đó hả anh Linh? Hình như lên tăng xong á. Anh hơi mập chút nhưng anh cũng vận động dữ lắm. Không hơi mập sao anh, đừng mập quá. Không. Dạ. Chào em gái dễ thương. Dạ cảm ơn anh ạ. Nhìn thời Hennier hả? Nhìn giống cái kiểu đó ha. Anh ơi cô gái rất là xinh. Đường tình duyên trắc trở thì không ai muốn cả. Dạ. Bên đây cũng vậy. Hai bạn á có thể đã qua một lần đò, các bạn hiểu về cái giá trị hạnh phúc làm sao để giữ nó. Dạ. Em không thích đàn ông điều gì nữa không? Phải tôn trọng sở thích riêng của em. Chứ đừng bắt ép theo, phải làm theo người bên kia. Đúng rồi. Em đáp ứng được bao nhiêu cầu của bên đàn gái em trai? Gần như là hết. Ui. Em không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc. Không tất mập. Cả, tất cả. Hơi hơi thôi anh. Hơi. Em thích vận động, thích thể thao. Dạ. Rồi để em qua em kiểm tra chất lượng. Kiểm tra đi. Dạ em chào chị Nam Thương. Trời. Chào anh. Dạ. Gọn gàng sạch sẽ. Trời. Thơm đẹp lắm. Trai cũng như anh chứ bộ ý. Thơm nữa kìa. Anh nói anh thơm nữa kìa. Thơm nữa hả? Trừ những lúc quay thôi chị. Thơm mà mùa dịch quay á. Đúng rồi ạ. Quay dịch quay hoài nó thơm. Gần như giờ có dưa cải nữa là kho được đó. Cái mẫu bạn gái lý tưởng mà em mong muốn là như thế nào? Về ngoại hình nói chung là mình nhìn sao mà cảm thấy là được rồi. Tóc dài, tóc ngắn, mập, ốm, cao, thấp. Đừng có mong không có tóc, không có tóc. Không có tóc là được rồi. Dạ. Ừ, rồi gì nữa? Dịu dàng, nữ tính một tí. Bây giờ là lấy vợ về ở đâu? Ở đâu cũng được, nhà cũng được hay là ở ngoài cũng được, không sao. Thích ở riêng thì có đủ cơ sở để có nhà riêng cho vợ không? Thì lúc đấy ở cửa hàng. Cửa hàng mùa dịch vậy chịu nổi không? Không, có lầu ạ. À, ở trên lầu, ở dưới quay. Dạ. À, Mỹ Anh. Dạ. Anh chàng nhà bên có một cái gương mặt hết sức là đàn ông. Dạ. Gương mặt chữ điền, phương phi. Ảnh cho mình một cái cảm giác là, thứ nhất là ảnh rất là đàn ông. Trời ơi, vậy chứ em nói anh không đàn ông hả? Ảnh đàn ông hơn anh Linh. Dạ. Bụng ảnh cũng nhỏ hơn bụng anh Linh. Ảnh cũng không lười vận động như anh Linh. Dạ. Ảnh cũng không lên 10kg như anh Linh. Dạ. Rõ ràng là thấy ảnh đẹp trai hơn anh Linh. Dạ. Rồi hết. Nếu mà ảnh là người như vậy thì sau khi ly dị vợ thì anh có mối tình nào chưa? Đúng. Thực sự mấy năm qua thì em không dám mở lòng đâu, sợ lại gặp một người giống như vậy nữa. Đến bây giờ thì thực em mới mở lòng là em muốn tìm một ai đó. Mỹ Anh, hôm nay em đi với ai? Dạ, với mẹ và dì và các bạn đồng nghiệp. Dạ, xin chào người thân của Mỹ Anh. Chào anh Quyền Linh. Chào anh Nam Thư. Dạ. Chào em. Dạ, chào cô. Chị là dì Mỹ Anh, hai bạn, bạn nào cũng có hai anh boy gần 6 tuổi cũng siêu quậy. nhưng mà có vấn đề như thế này là ở chung với cha mẹ chồng á, thì làm cái dâu nó, á. Đúng rồi, tại vì nó đã trải qua một lần rồi. Dạ con chào dì, chào mẹ của một bạn gái bên cạnh và các bạn. Con hiểu, nhưng được cái may mắn là bố mẹ con rất là dễ. Đấy, rất là thương con dâu. Chỉ cần con cái hạnh phúc là được rồi. Ở đâu cũng là ở cả. Nhưng làm sao mà phải biết đến cha mẹ, nghĩ đến cha mẹ. Đó như vậy đó gì?
cũng đơn giản. Tại vì lần trước nó đã lấy chồng một lần rồi á, nó rất là khổ. Thành ra bây giờ để cho nó tự quyết đi. Tại vì cuộc sống là cuộc sống của nó sau này. Chỉ cầu mong tụi nó hạnh phúc nếu mà tụi nó tới đến với nhau. Rồi, cảm ơn chị. Mời đàn trai. Dạ, hôm nay em đi với bố mẹ, chị dâu với này con em. Chào gia đình. Dạ, rồi. Chào anh Quyền Ninh, sinh viên năm tư. Chào các chị với này các bạn trong trường quay. Tôi hôm nay đến đây cùng con tôi, chồng và con dâu, cháu nội của tôi. Thì đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi chỉ muốn các con được hạnh phúc, biết no, biết chia sẻ cho nhau, quan tâm đến các con nhỏ. Còn chúng tôi là cha mẹ nhưng mà còn trẻ, còn tự chăm sóc cho bản thân mình được. Nên là chỉ cầu mong cho các cháu được hạnh phúc. Có cha mẹ, có gia đình trong đó là đủ rồi. Thấy cháu gái đây cũng dễ thương. Hai con cứ bấm nút để tìm hiểu, nếu tiến tới được là tốt. Rồi, cảm ơn đàn gái. Dạ, cảm ơn má ạ. Mở rào. Bắt đầu đi Tuấn. Đây là món quà đầu tiên anh tặng em, tượng trưng cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Anh tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cũng có một món quà nhỏ tặng anh, cuốn sách Đắc Nhân Tâm. À. Thì em mong là khi anh đọc được cuốn sách này thì anh sẽ đặt mình vào vị trí của người đối phương. Rất cảm ơn em vì cái món quà này. Dạ. Ngoài ra thì anh vẫn còn một cái món quà nó ý nghĩa hơn. Anh nghe hương vị à? Như có bánh mì. Gì vậy anh Lên? Thơm. Anh lấy này rồi mà, lấy cái bịch này ra rồi. Nào. Trời. Ô! Wow. Đây là món quà có nghĩa là ý nghĩa nhất mà anh dành tặng cho em. Yeah. Bởi vì nó là tận tay anh làm. Cái nghề nghiệp cũng như là sau này của anh và em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Rồi. Chết chứ sống gì nổi. Tặng dịch quay cho người đẹp, tặng tôi bệnh nước sốt. Tự nhiên ôi đau lòng. Mình tới với chương trình, dạ, mình chỉ có quay một con thôi sao? Dạ, em quay nhiều lắm mà em để nhà. Nè, anh với em ăn chung. Thơm quá là thơm. Rồi, mời hai bạn, mình ngồi xuống và mình nói chuyện chúc với nhau nè. Tôi quay qua đàn gái, tôi đi theo đàn gái quá. Chiều bới tô cơm ăn hay cũng ngon. Chào em. Dạ, em chào anh. Nãy giờ anh ngồi bên đây thì anh cũng nghe em chia sẻ rất nhiều rồi. Dạ. Anh không dám hứa là anh là một người tuyệt vời, nhưng anh sẽ làm tất cả những cái điều mà anh có thể làm được để vun vén cho cái hạnh phúc sau này. Dạ. Vì chúng ta đã từng trải rồi, anh nghĩ là sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn. Biết những gì mình sai thì mình sửa thế thôi. Dạ đúng rồi anh. Gặp em anh thấy em như thế nào? Em là người phụ nữ hơi cá tính, đúng không? Nhìn em vậy thôi chứ em cũng phụ nữ lắm anh. Em ở trong em mềm yếu lắm. Không sao, mình khi nào mình cần cá tính mình cứ cá tính. Khi dạ. nào mình mềm mình cứ mềm. Dạ, cuộc sống phải có nhu cương. Dạ đúng rồi anh. Sau khi chúng ta ngồi này thì em thấy anh như thế nào? Nói chung nhìn anh gương mặt sáng đó. À, hợp với em. Hợp với... Mình nên cho nhau một cái cơ hội để chúng ta có thể hiểu về nhau nhiều hơn. Dạ, dạ được anh. Em cũng muốn tiếp xúc và nói chuyện với anh nhiều để tụi mình hiểu nhau hơn. Dạ. Dạ rồi. Ủa, vậy là xong hả? Ủa, hai đứa vậy là xong rồi hả? Nói tính chuyện nói hẹn lâu hò, rồi tương lai, rồi mốt về, rồi... mình sẽ yêu nhau như thế nào? Nếu mà em giống như là em có những cái sở thích riêng của em thì anh khi mà em nói yêu cầu đó ra thì anh có đồng ý với em là làm theo em không? Hay là anh không chịu, anh vẫn giữ của anh? Giống như ví dụ như là em thích đi phượt thì anh có cùng đi với em không? Sở thích thì anh nghĩ ai cũng có cái sở thích riêng của mình. Dạ. Em cũng có những cái sở thích của anh. Nhưng mà đôi khi công việc nó làm cho anh không thể nào thực hiện được những cái sở thích của anh được. Dạ. Ngày xưa thì anh tự do, anh không gò bó bản thân mình thì anh có thể đi nơi này đi nơi kia được. Nhưng bây giờ thực sự mà nói anh kinh doanh,
anh buôn bán thì không thể nào mà bảo mình đóng cửa là mình đi được. Dạ, đúng cái rồi. Điều đó nó cũng là hơi khó khăn với anh. Là thì cũng phải có những cái lúc mà thư giãn thì anh có cùng em như vậy không á? Nhưng lúc đó thì nó là bình thường rồi. Dạ, với lại anh ở nhà anh kinh doanh thì em muốn là em vẫn có thể là đi ra ngoài làm việc được. Tại vì đó là em rất là yêu nghề. Em rất là thích tiếp xúc với trẻ con và tiếp xúc với mọi người. Anh luôn luôn tôn trọng cái người phụ nữ của bản thân mình. Dạ. Công việc thì em có công việc của em thì em cứ làm. Anh chỉ mong muốn một điều đó là khi nào em rảnh hoặc là có thời gian thì em phụ anh là được rồi. Dạ thì đúng rồi. À đấy, đó là chúng ta chia sẻ công việc cho nhau. Chia sẻ công việc thì đúng rồi anh. Rồi. Rồi hả? Rồi. Mời các bạn để tay vào nút bấm. Kiểm tra lại lần nữa đi các bạn. Đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không nha? Trái tim mình rung động, mình mới bấm nút. Còn không, mình nhường nút bấm nó cho nhiều người khác. 3 2 1 Hết thời gian. Ôi, hết trời. Rồi. Tại sao Tuấn không bấm? Anh không đồng ý ở đây thì không phải có nghĩa là anh chê em à, là vì công việc của anh cũng như hoàn cảnh của anh không có quá nhiều thời gian để mà dành cho em hết được. Vì anh thấy em là một người phụ nữ rất là cá tính, thích đi phượt, thích đi này nơi kia. Thì ngược lại anh thì thực sự đến cái tuổi này rồi anh lại muốn chồng chân lại, anh không muốn đi nữa. Cái đi của em không có nghĩa là đi liên tục anh. Đi của em đây là một năm chúng ta có thể đi 1-2 lần. Thì em cũng đâu có thời gian mà đi nhiều, em còn phải lo cho con em nữa. Thì em chỉ đặt ra cái sở thích đó là sở thích cái thôi. Cái đó chỉ là sở thích của em thôi. Ví dụ như năm nay em đã đi một lần rồi thì em chỉ dành cuối năm hoặc để năm sau em đi tiếp. Chứ em đâu phải, em chỉ đưa ra để hỏi anh có thể cùng em không thôi. Chứ em đâu có bắt anh là phải đi cùng em nhiều lần đâu. À, có khi là chúng ta chưa thực sự thuộc về nhau. Dạ. Thuộc về duyên nợ rồi ha. Dạ. Chúc hai em sớm sẽ tìm một nửa yêu thương của mình. À, xin chào mẹ của bé gái đằng nhà gái đây. Dạ. Nói chung thì mẹ của Duy Thông thì quê ở Quảng Ngãi. Đến đây một cái nơi rất là xa xôi. Nhưng mà khi nghe con mình mà báo á, thì tức là mình có gì cũng phải đi ngay. Để vô thử đi đến chương trình thử con mình nó có được muốn được bạn gái như tương lai hay không. Em giới thiệu về mình đi em. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chị Nam Thư và bạn bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả. Rồi, em tên là Nguyễn Duy Thông. Em năm nay 34 tuổi, em đến từ Quảng Ngãi. Em ơi, em nói là bên đàn trai nói lại tên được không nè? Em cái tên hồi nhỏ trong giấy là tên là Nguyễn Duy Thang, nhưng mà em khi em đi ra làm á là thường thường á là cứ bạn bè cứ nó cái tên nó khó nghe, nó cứ kêu tên Thông lên là cách là 20 mấy năm là cứ lấy tên Thông luôn tới giờ vậy. À, tên trong khai sinh là Thoang. Dạ. Thoang đúng không? Dạ, em hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quảng Ngãi làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh làm gì? Em làm bên xây dựng anh. Xây dựng, làm ở quận mấy? Em ở bên Bình Tân, mà làm thì nói chung là nhiều quận. Cái vụ nhà ở đâu mình, họ kêu mình nhận làm. Xây dựng hay là kiến trúc sư hay là kỹ không, sư? Không, em nhận, em bên thầu. À, thầu hả? Dạ. Rồi, thầu xây dựng. Rồi, xin mời em. Dạ. Em lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến quý khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin gửi lời chào đến hai MC của chương trình và bạn trai bí ẩn sau bức màn bên kia. Em tên là Trần Thị Phương Linh. Em năm nay 26 tuổi, hiện đang là giáo viên tiểu học ở trường tiểu học Nguyễn Huệ, quận 6. Rồi bây giờ em sẽ nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân em nha. Bản thân em thì vui vẻ, hòa đồng và thân thiện với mọi người. Nhưng bên cạnh đó thì em vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, như là bản thân em bị mắc cái bệnh là hay quên. Đôi lúc làm cái thao tác của mình thì đôi lúc hơi chậm một tí. Em không có khéo tay lắm. Không khéo không tay lắm. Khéo tay, không có năng khiếu. Em biết nấu ăn không? Dạ, em chỉ biết kiểu như là cơ bản thôi chị. Chứ không có gọi là khéo tay, đảm đang. Rồi, cảm ơn em. Xin mời đàn trai. Ưu điểm của em là em biết nấu ăn mà nấu ăn rất là ngon nữa. Giỏi. Dạ, em có một cái ưu điểm là ví dụ như khi mà mình làm một cái việc gì thất bại á, là em, đặc biệt là em không có buồn. Dạ, em sẽ cố gắng em làm lên chứ em không có buồn. Đặc xấu của em là thứ nhất là nhát gái, thứ hai nữa là em viết chữ nó thì xấu lắm. Viết chữ xấu lắm hả? Dạ, viết chữ khó nhìn lắm. Trời. Xấu mà người khác nhìn cũng được luôn á. Yên tâm. Dạ. Gặp cô giáo bên này, em ơi, em có rèn chữ cho các bé không? Dạ có chị. À, công tác. Nếu mà giải lời về là dạy anh viết chữ là ok luôn á.
Rồi có mấy mối tình rồi? Em có hai mối tình rồi. Một mối tình là hồi em học lớp 11, cái em đi làm, cái thì người đó vẫn còn đi học thì nó có cái điều kiện nó không cho phép. Còn mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai nay là 7-8 năm rồi, quen nhau rồi cũng được 2 năm. Người đó nói chung là có nhiều cái nó không có bắt đồng với mình, thấy nó không hợp lý nên coi như 7-8 năm nay ở không ha. Dạ. Thôi đàn gái cho tôi biết được tình duyên như thế nào. Dạ, có lẽ là em là người không có may mắn trong chuyện tình duyên chị. Em cũng trải qua 2 mối tình, em có yêu 2 người. Một người là lúc mà em còn học thời còn sinh viên. Một người là cách đây 2 năm. Cái mối tình mà cách đây 2 năm á là mối tình cuối cùng á. Dạ. Thì tại sao lại chia tay? Cái lý do chia tay của mình, cái người ấy đưa ra là anh cần thời gian cho công việc. Và sau đó chia tay? Dạ đúng rồi. Em hỏi là anh đó có khó khăn gì, anh đó không có chia sẻ gì hết. Em cảm giác là anh đó là hình như là chỉ là cái cớ thôi chị. Vậy thì hôm nay đến với bạn của hẹn hò, em thực sự mong muốn một mẫu người cho mình là như thế nào? Thật sự là em hằng mong ước là một người con trai mạnh mẽ, cao to, khỏe mạnh. Và là một người con trai quyết đoán, độc lập, người con trai dám nghĩ và dám làm. Đúng là cô giáo nói chuyện có khác ha mọi người. Được không em? Em cảm giác được bao nhiêu phần trăm? Cái đó thì nếu ví dụ mình tìm hiểu nhau thì nó sẽ dễ hơn, mà ví dụ cảm giác được thì khoảng cỡ 70%. 70% là mình làm được đúng không? Dạ. Bây giờ em muốn tìm một bạn nữ thương của mình như thế nào? Em thì nói chung cái bạn nữ thì cái nghề nghiệp thì đối với em không có quan trọng lắm. Mà quan trọng biết chia sẻ rồi yêu thương rồi chăm sóc lẫn nhau rồi đấy là được rồi. Nói chung là quan trọng là hiền. Hiền ha. Dạ. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không, bình thường trắng bình là được rồi, đừng có xăm tay xăm chân đồ vậy. Tóc dài, đừng có tóc cắt ngắn tóc quá. Tóc dài, để anh qua anh xem qua đàn gái. Hồi nãy hỏi có gì không, em sao cũng được mà bây giờ thấy không? Trắng, tóc dài. Chào cô giáo. Dạ. Tóc cũng dài, có xăm gì không? Dạ không. Chắc nghĩ cô giáo không có xăm rồi. Em không thích người đàn ông ở cái điểm nào nhất? Không thích người đàn ông có tính đàn bà. Đàn con trai thì không bà. Có tính đàn bà, kiểu như là không có nên so đo. Ở không mà nói chuyện người này cho người khác nghe. Còn bên đây không có tính đàn bà đó. Còn, cái, còn những tật xấu của con trai thì em không có ngại. Bởi vì khi mình yêu một người là người đó là hoàn hảo nhất. Mình phải học cách yêu luôn cả khuyết điểm của người đó. Đúng rồi. Qua coi đàn trai tôi đi. Đàn trai tôi men lắm á, chứ không phải có tính đàn bà đâu nha. Ngoài gặp anh thầu xây dựng nè. Ông thầu xây dựng của tôi. Chào anh. Dạ. Giờ ví dụ như mà làm xây dựng thì mình có phải đi nhiều không? Dạ thì em cũng nói chung là đa số là làm ở thành phố, cũng lâu lâu cũng có đi tỉnh. Nhưng mà đa số là mình làm ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều, thì mình làm cứ sáng đi chiều về vậy đó. Bên này á, đàn gái yêu cầu phải sức khỏe, theo lúc nào cũng phải một người đàn ông có sức khỏe và kiên cường. Sao thấy sức khỏe mình ổn không? Có chơi thể thao gì không anh? Không, em là không có chơi thể thao, nhưng mà nói chung nhậu thì ít mà không uống thuốc nữa, nên là sức khỏe là chắc em nghĩ là có. Ít nhậu à? Cái tướng ông thầu này á là rất là xề xà. Dễ thương có, ngồi kìa, con ngồi kìa. Rất là thoải mái thôi. Thoải mái. Cho dù đi kiếm vợ ngồi chung vài vợ thì cũng ngồi vậy luôn vậy đó. Tức là tính xòe xòa thoải mái vậy đó. Chứ ta vô ta gồng ta ngồi ta giữ dáng này kia ha. Không ngồi thả tè đè luôn. Cho thấy được rằng con người á gọi là rất là chân thật. Có sao để vậy luôn. Rồi, quá được rồi anh Linh ơi. Bây giờ thôi, mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Linh, hôm nay em tới tham gia chương trình em đi với ai? Dạ, hôm nay em đến chương trình em có đi cùng với mẹ, em gái và bạn và gì. Dạ xin chào người thân của Linh ạ. Hôm nay tôi đến chương trình bạn hẹn hò, xin chào quý khán giả có trong trường quay, chào hai MC, chào bạn trai. Tôi là mẹ của Linh. Linh là người hiền, ít nói, ít có đi đây đó lắm, đi làm về thì ở nhà. Mẹ thấy bạn trai bên đây cũng điềm tĩnh, hai đứa cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ cảm ơn cô. Dạ cảm ơn cô. Mời đàn trai. Không đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, em gái và chị gái nữa. Rồi, dạ. Xin chào bác ạ. Xin chào Quyền Linh, Nam Thư. Dạ. Và tất cả khách quý có mặt trong trường quay. Tôi là mẹ của Duy Thông. Thì hôm nay đến như chương trình hẹn hò thì cũng muốn con mình được đi tìm một tương lai. Thì nói chung thì thấy bé gái thì thấy cũng hiền từ, dễ thương, ăn nói đồ thì cũng dễ nghe. Dạ, cô có thấy rằng hai đứa nó hợp nhau được không cô? Thì nói chung thì thấy cũng được, cũng hợp. Bây giờ đàn trai thay mặt đàn trai nói chuyện với đàn gái vài câu đi, để bên đàn gái cũng yên tâm nếu tạo điều kiện cho hai đứa nó quen với nhau. Xin chào mẹ của bé gái đằng nhà gái Linh. Đây. Linh. Dạ. Nói chung thì mẹ của Duy Thông thì quê ở Quảng Ngãi, đến đây một cái nơi rất là xa xôi, nhưng mà khi nghe con mình mà báo á thì tức là mình có gì cũng phải đi ngay.
để vô thử đi đến chương trình thử con mình nó có được muốn được bạn gái như tương lai hay không. Dạ. À, xin chào hết. Rồi hai bà xui ôm nhau một cái đi. Biết đâu mình xui gia thiệt làm sao? Biết đâu sau này mình xui gia mình đi dạ, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, cảm ơn mẹ của Linh, cảm ơn mẹ của Thông. Có như thế thì ở trên đây hai bạn này lại vững tin hơn nữa, bởi vì câu chuyện ngày hôm nay có sự chứng kiến của hai họ luôn. Bây giờ mình mở rào. Được hay không là do anh thầu với cô giáo đó. Còn mọi thứ đã ổn hết rồi. Bắt đầu đi Thông. À, chào anh. Em chào anh. À, nói chung gặp cái chương trình này, anh có một món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Em có món quà gửi anh, đó là chậu xương rồng và bài thơ do chính tay em viết. À, cảm ơn em. Đọc bài thơ đi. Em chỉ là cô giáo tiểu học, ngày mai buổi lên lớp ở trường, dạy bạn trẻ viết rồi đọc lại. Nắng pha sương nhuộm màu tóc, ngày qua ngày dạy trẻ điều hay. Nghề của em không có màu xanh, mà đêm mãi trong màu phấn trắng. Trắng tờ giấy, trắng cả bàn tay. Thương chẳng nhiều, anh có yêu em không? Tất nhiên là anh có yêu em. Dạ. Ý bài thơ đó, lương chẳng nhiều, anh có yêu không? Ừ. Trời ơi, đẹp, nó viết chữ đẹp dễ sợ luôn mà mọi người. Còn em có chữ nào em thử em viết vô đây vài chữ anh coi coi. Em có viết thẳng khúc thơ này, nhưng mà đọc không ai đọc được đâu, chứ có một mình em viết em đọc được à. Em viết không ai đọc được luôn. Gửi vợ Trương Chi, không phải đâu. Tương lai, trời ơi. À, em đọc cho. Chữ nào không thấy chị luôn á. Đâu em coi coi thì em xác minh thử chữ xấu cỡ nào. Để đọc luôn. À, chị... Gửi vợ, thôi anh đọc đi anh. Em viết có mấy tự em ít à. Gửi vợ tương lai của anh. Nói chung là để có ngày hôm nay là cũng nhờ chương trình. À, anh đã chờ ngày lắm rồi. Trong lòng anh rất bồ hờ lo lắng. Em hãy cùng anh mà mình cho nhau cơ hội mà. Không đọc không nổi luôn, thành ra ông đọc thêm á. Lần đầu khi gặp em là tình tôi ta tan vỡ hả? Tan vỡ hả? Ai nói tan vỡ cái chữ rồi tan vỡ. Sẽ đọc chữ tờ đó. Tình chớm tôi... nở. Ừ, chớm nở. À, xin em đừng hờ hững để tình đẹp như mơ. Cha mượn, em mượn bức thư thôi, hai cái so nhau để làm kỷ niệm thôi. Vậy để em đọc lại cho chị. Ừ, để rồi. Cô giáo đọc đi. Cô chấm là nhiêu điểm cô? Bây giờ cái chữ này về còn gò được nữa không cô giáo? Dạ, mọi việc đều có thể thành công được nếu con người ta có nhẫn nại và cần có thời gian. Đúng rồi, cái chữ nó không quan trọng. Quan trọng là người ta làm thành công hay không thôi. Sao có thể viết chữ đẹp tới mức độ như vậy? Viết như in vậy đó mọi người, viết như cặp in vô đó. Mời cô giáo. Dạ, cái bài thơ này là em sưu tầm ở trên mạng và em viết tay. Em chỉ là cô giáo tiểu học, ngày hai buổi lên lớp ở trường, dạy bọn trẻ viết rồi lại đọc. Nghề của em rất đổi bình thường. Em chỉ là cô giáo tiểu học, bàn tay em bụi phấn bám đầy, nắng pha sương nhuốm màu tóc, ngày qua ngày dạy trẻ điều hay. Nghề của em không có màu xanh, mà đem mãi trong mình màu phấn trắng. Trắng tờ giấy, trắng cả hai bàn tay. Lương chẳng nhiều, anh có yêu không? Yêu, dĩ nhiên là yêu rồi. Đây, đúng không? Bây giờ mình sẽ đổi thư. Đó, cô giáo giữ thư kỷ niệm đây. Rồi, bây giờ hai bạn mình nói chuyện với nhau về cảm nghĩ. Về chung, lần đầu tiên mình gặp nhau thế nào. Đừng có ngại gì chữ về ấy mà, kia nha. Em thấy anh sao? Em nghĩ là mới có lần đầu gặp nhau mà không thể nào mà thấy anh sao được. Mình phải trải qua cả một quá trình mình mới tìm hiểu nhau được. Đâu có anh cảm nhận chứ. Bởi vì trong cuộc đời á là ảnh ba mấy tuổi mới gặp em đó. Thật ra cái cảm giác mình gặp một người lạ thế nào? Dạ, cảm giác thì lúc đầu ở trong thời gian chờ đợi gặp người bí ẩn thì rất là hồi hộp. Em cảm thấy anh hiền, cao ráo, khỏe mạnh. Mình cao 1m7, dạ, nặng 64kg. Rồi anh thầu xây dựng anh nhìn cô giáo thấy như sao? Nói chung là nhìn thì thấy cũng dễ thương. Còn ví dụ như mà mong cho mình có để tìm hiểu cái cơ hội mà cho cơ hội nhau để tìm hiểu. Rồi ví dụ như nếu mà được thì cuối năm hoặc qua năm là có thể là cưới là ok thôi. Giờ mẹ mới vô bóng hấu cưới rồi. Bây giờ mình tính hẹn hò sao đó, hỏi coi em thích gì đó, hỏi đi. Thì sở thích của em là gì? Dạ em thích đọc sách, xem phim, đi du lịch. Có một cái giống mình là đi du lịch. Còn đọc sách là làm biếng lắm, tại không có thời gian. Vậy thì đi làm xuống. Em sẽ đọc cho anh nghe. Cái đó cũng được, ví dụ như rảnh thì em đọc cho anh nghe, cái đó dễ nữa. Dạ. Mỗi lần giận lên á thì ai sẽ là người xin lỗi, ai sẽ là người xuống nước? Cái đó cũng tùy công việc nữa, tùy việc nữa. Ví dụ như rõ ràng mà ví dụ như vợ mình sai mà biểu mình xuống nước thì cái đó nó không đúng. Ví dụ những cái việc gì mà ví dụ
nó không đáng gì hết á, thì có thể mình xuống nước cũng được, không sao hết. Dạ, là khi mà nghe nhau thì em, với bản thân em thì em không có quan trọng là ai thắng hay thua, bởi vì mình có hơn một lời nói thì cũng không được gì hết, im lặng vẫn được, em vẫn chấp nhận được. Nhưng với em là người xin lỗi không phải là người thua, người xin lỗi là người đã thắng hơn, thắng về tình cảm. Nếu đã là vợ chồng thì mình không cần phải thắng thua. Bây giờ em hát một bài đó tặng cô giáo đi. Hát được, nhưng mà em hát một đoạn thôi. Rồi, một đoạn thôi. Lại đứng dạ, gần. Dạ anh đứng, hát em nghe đi anh. Đứng lên hát gần cho nó giao lưu chút xíu. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặc. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay. Thôi. Hát bao nhiêu ta? Hát hay như anh Đăng Nguyên vậy đó. Trời ơi. Đàn hát ông mà tưởng đi là uống lộn không. Sao em nhớ anh thế này. Trời ơi, tưởng tới kiếm chuyện không mà luôn á. Hát mà tim rung luôn. Xè tay ra, nắm tay bạn gái lên hát. Bây giờ tình cảm không có tới nhẹ nhàng. Thôi đứng nói chuyện được rồi. Rồi đứng nói chuyện thôi coi, nắm tay cổ coi. Nói chung là mà nhìn cô ấy nói, mong muốn là trao cơ hội để hai đứa được tìm hiểu với nhau. Anh mong muốn như thế thôi. Em nhìn cô giáo, anh hơi nhát gái, yên tâm nha. Ở đây mọi người sẽ ủng hộ em. Dạ. Rồi nhìn cô giáo đi, nói gì nói đi. Nói một câu em cuối cùng trước khi bấm nút này. Anh nói tiếng nữa là tim em rớt. Để tay mình nút bấm đi các bạn. Một thủ tục hết sức là quen thuộc ở bạn muốn hẹn hò là hãy hỏi lại trái tim mình, mình có thật sự rung động hay không. Nếu rung động thì các bạn hãy bấm nút, còn nếu không thì chẳng sao cả, để dành cơ hội đó lại cho quý vị khán giả, các bạn đang xem truyền hình nha. Sẵn sàng 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi nắm tay nhau. Trời ơi, họ gặp từ bao giờ, ẻn lẻn như dữ lắm à. Giữ lấy bài thơ này. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Đến đó để xem phim và yêu nhau nhiều hơn nha. Dạ. Chưa hung lần nào, rồi bây giờ hung chưa? Chờ nữa. Đó, nhẹ nhàng, dễ thương. Em thì chưa trải qua mối tình nào hết, cũng chưa có ai tỏ tình gì với em hết. Thiệt hả em? Dạ em thiệt, nhiều khi em cũng nghĩ là cũng không biết tại sao, nhưng mà là như vậy. Trước giờ em chưa một lần nào rung động thật sự. Dạ chưa luôn chị. 26 tuổi mà chưa rung động lần nào em hả? Em có đi chơi riêng với bạn trai lần nào chưa? Dạ chưa luôn chị. Dạ em chỉ có em. Em giới thiệu về mình đi em trai. Dạ em xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư cùng bạn nữ bên cạnh ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Xuân Nghĩa, năm nay em 26. 26. Làm công việc gì Nghĩa? Dạ hiện tại em đang là dẫn chương trình trên đài truyền hình ạ. Ồ, làm MC đó hả? Nhà đồng nghiệp. Quê mình ở đâu? Dạ em đến từ Bình Định ạ. Dạ hiện tại thì em ở chung với chị ruột của em ạ. Dạ ở quận Tân Bình. Tân Bình. Rồi bây giờ mời bạn nữ giới thiệu về bản thân mình. Dạ em xin chào chị Nam Thư, chào anh Quyền Linh, chào bạn nam bên kia. Em tên là Hồ Trần Thiên Thanh, năm nay em 26 tuổi và em đang làm trợ lý giám đốc ạ. Em ở quận mấy? Dạ em ở quận Bình Thạnh ạ. Rồi. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì Thanh? Dạ ưu điểm của em là sống tình cảm, biết quan tâm tới mọi người. Em cũng biết nấu ăn nhưng mà cũng không hẳn là giỏi lắm. Em là người khó mở lòng, nếu như mà một người mà em cảm thấy là em không đủ tin tưởng thì em sẽ ít chia sẻ và ít nói chuyện. Còn bạn nam? Em không có hút thuốc, biết nhậu nhưng mà không có nhậu nhiều thôi. Dạ. Và không cà phê. Và nhược điểm thì em rất là nhút nhát với những người bạn mà em có cảm tình với họ. Tức là những người bạn gái á. Ví dụ như em mà có cảm tình với họ mà thì em rất là nhát. Cảm tình là thoải mái đúng không? Dạ, còn không có cảm tình thì đẹp. Gặp cô kia có nhút nhát không nha? Dạ, đẹp như thế nào? Nhút nhát là có cảm tình đúng không? Dạ. Mình nói về tình duyên đi ha, nhà gái. Em thì chưa trải qua mối tình nào hết, cũng chưa có ai tỏ tình gì với em hết. Thiệt hả bé? Dạ em thiệt, nhiều khi em cũng nghĩ là cũng không biết tại sao, nhưng mà thật sự là như vậy. Trước giờ em chưa một lần nào rung động thật sự. Dạ chưa luôn chị. 26 tuổi mà chưa rung động lần nào em hả? Em có đi chơi riêng với bạn trai lần nào chưa? Dạ chưa luôn chị. Dạ em chỉ có có người nào nắm tay em chưa? Dạ chưa luôn anh. Có người nào vô tình đụng tay với em chưa? Ừ dạ chắc cũng chưa. Dạ em có coi phim tình cảm không? Dạ có. Có cảm xúc gì không? Dạ thì thấy cặp đôi người ta hạnh phúc thôi chứ. Em có thấy người ta hôn nhau chưa? Dạ có rồi. Lúc đó cảm giác em sao? Dạ chắc cũng ngại. Ngại thôi hả? Ủa vậy là sao ta?
tại mình không mở lòng hay là tại vì là... Dạ không, em nghĩ là chắc là do môi trường của em. Ví dụ là lúc mà em đi học thì em chỉ lo em học, xong rồi lúc mà đi làm chỉ toàn nữ với nhau thôi, nên là em cũng không tiếp xúc với nam. Có đâu, ta cũng vậy, y như em, người ta vẫn có tình cảm với một chàng trai nào đó, người ta vẫn cảm xúc trước một cái hình ảnh nào đó. Còn em hình như không có cảm xúc gì trơn á. Có ai nói em bị... Dạ không có, em vẫn thích con trai. Thích không? Dạ thích. Em nghĩ là bây giờ mình cũng lớn rồi, nên là em cũng muốn là có gia đình. Với lại mẹ cũng mong là mẹ có con rể, có cháu để mẹ vui. Tại vì mẹ em cũng lớn. Kỳ ta không, cô gái cũng xinh đẹp cũng thế này mà không có chàng trai nào tỏ tình là sao ta? Dạ em cũng không biết nữa anh. Em có giữ không? Dạ không, em hiền lắm, em đâu có giữ đâu. Em chỉ mong là mình có một tình yêu duy nhất rồi cưới luôn. Tại vì em sợ là yêu xong rồi chia tay thì em sẽ cảm thấy đau khổ. Sai rồi bé ơi, trời ơi. Làm như thế giới còn có một cô này thôi. Đúng, chính xác. Thế giới quá đáng, thành phố Hồ Chí Minh chắc còn mình em. Quan điểm tình yêu của chị là như vậy ha. Dạ. À, tình yêu giống như là một bữa tiệc buffet. Rồi. Trên đó có rất nhiều món. Thì hãy bình tĩnh bước vào một bữa tiệc buffet và chọn ăn từ từ từng món một. Đừng dại dột bước vào buffet chọn cơm chiên ăn liền xình bụng no. Sai nha. Chọn ăn nhiều món từ từ và sau đó mình cảm thấy món nào ngon nhất, mình thích nhất, hãy chọn món đó là món chính, món cuối cùng và ăn thật nhiều vào. Đó thì tình mới yêu nghe cũng vậy. Điểm tình yêu như buổi buffet vậy đó. Để cho nhẹ nhàng, tình yêu cũng vậy. Sao thì em mình... nói tình yêu giống như buổi đám giỗ đi. Trời ơi quá đáng. Mình hãy thử biết được nhiều cảm xúc cung bậc của tình yêu và lúc đó mình mới chọn là chính xác. Em có cô bạn thân là nữ nào không? Dạ cũng có bạn thân. Có nào bạn thân hỏi em không? Tại vì bạn thân của bé giống em nên... Vậy cái mẫu người đàn ông lý tưởng mà em mong muốn là gì? Dạ em muốn là bạn nam đó cao từ 1m7 trở lên. Là một người chín chắn, biết quan tâm, không gia trưởng, không hút thuốc, không nhậu nhẹt quá nhiều. Với một cô gái 26 tuổi như em chưa kinh nghiệm nào khi yêu, thì khi một người ta mà tiến tới với em á, người ta cũng sẽ hết sức là hồi hộp á, đúng không anh? Đúng rồi. Chưa yêu lần nào mà. Em nghe bạn chia sẻ rồi đó, bạn là sống dạng như là một cô gái ít khi bước ra cái ngạch cửa, rất truyền thống, khép kín. Thì em cảm thấy như thế nào? Nó có hợp với em không? Cái cách nói chuyện của bạn á, rất là cởi mở. Có nghĩa là nội tâm của bạn ấy vẫn là một người rất là hòa đồng, rất là vui. Chứ không phải là cứ đi về. Có nghĩa là bạn đó không muốn chia sẻ với ai thật ra. Đúng. Trong những lời nói bạn ấy em cảm nhận được là cái tâm sự của bạn ấy rất là nhiều. Nhưng mà bạn chưa tìm được một cái người đồng cảm thôi. Thì em nghĩ vậy. Em cũng giống vậy luôn á chị. Tức là em đi làm về xong cái là em ở không là em ngủ à, chứ em không đi chơi đâu hết trơn á. Em có mấy mối tình rồi? Dạ cũng chưa anh. Trời ơi. Ủa? Em nhiêu tuổi rồi em? Dạ em 26 luôn. Anh cũng hỏi những cái câu y chang như nãy luôn. Nếu nói em thích, em rung động thì có chứ anh. Em thích gái 100% mà. Gần đây em có tỏ tình với một bạn thì họ chưa gọi là tỏ tình anh. Chỉ mạnh dạn hơn là em nhắn tin thôi. Nhắn tin sao? Nhắn tin hỏi thăm rồi anh. Hỏi thăm mà đâu phải tỏ tình. Em chỉ hỏi thăm để xem là người ta có cảm tình lại với mình không. Mời đi xem phim hay là mời đi gì đâu đó thì bạn ấy lại xa lánh hơn xíu. Dạ. Em có bạn thân không? Dạ có. Thân là con trai hay con gái? Dạ con trai ạ. Ê. Em với bạn thân em có đi chơi với nhau không? Có hai đứa có đi coi phim không? Dạ không ạ. Khi nào hai đứa cần tâm sự cái gì đó hay là cần trao đổi về gì đó thì tâm sự luôn hả? Hai đứa bạn thân tâm sự tâm sự. Dạ ngồi thì, chung hay ngủ chung việc, hay về công việc về cuộc sống? Dạ ngủ chung bình thường anh. Bạn thân mà. Bạn thân luôn? Dạ ngủ chung luôn. Hai đứa ngủ chung có ôm nhau ngủ không? Giỡn thì có anh. Sinh viên thì lúc đó tụi em cũng vô tư thì giỡn chụp hình rồi làm câu like đó anh. Em dạ. Nhưng mà em thật sự thích con gái mà đúng không? Dạ, thiệt chị, thiệt. Chưa, chắc nó chưa có thích ai mà nó chú. À, đúng, rung động với con gái có anh, có rung động con gái rồi. Nó chỉ nhắn tin chưa có yêu đương gì luôn. Dạ thì anh chưa. Anh chỉ kiểm tra giùm đàn gái thôi. Bởi bây giờ tôi nói cũng khó nhìn ra lắm. Tôi hơi nghi ngờ chút xíu. Mình sẽ hỏi thăm người thân xem sao. Em, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, với cô, chị với lại mấy bạn. À, mẹ, cô, chị và mấy bạn. Dạ, xin chào đàn gái nhà mình. À, dạ, xin chào đàn gái. Chào MC Quyền Linh với lại Nam Thư. Dạ. Tôi là mẹ của Thiên Thanh. Con ở Bình Định thì nhà con là ở ngoài đó, vậy con ở trong đây với ai? Dạ, hiện tại thì con ở trong này ở trọ với chị con ạ. À, như vậy gia đình con đông anh em không? Dạ, có ba chị em, con là giữa.
cái chuyện tình cảm con có nghiêm túc không? Con có thích là cũng quen một người bạn gái là con sẽ lâu dài hay là con chỉ thích hẹn hò? Dạ, con cũng giống như là suy nghĩ của cô với của bạn là con thích quen một mối tình nào đó, mình tìm hiểu mà cảm giác hợp nhau rồi á, thì mình mới đi đến quen chính thức, thì mình sẽ lập gia đình luôn. Đàng hoàng đó cô, dạ chính chắn lắm. Thì thôi cô thấy là lên đây cũng là một cái duyên rồi, có sự rung động á thì cứ cho nhau một cơ hội. Dạ. Rồi, dạ. Con cảm ơn cô. Cảm ơn cô ạ. Rồi Nghĩa đi với ai? Dạ em đi với chị ruột của em và bạn thân ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư, chào em Thanh và con chào cô ạ. Em là chị của Nghĩa. Con xin khẳng định với cô là em Nghĩa là một người rất là có lập trường và bản lĩnh. Sau khi mà Nghĩa tốt nghiệp đại học y dược xong thì Nghĩa phát hiện là Nghĩa đam mê về nghệ thuật, cho nên Nghĩa bước hẳn sang về nghệ thuật luôn. Anh chị, bạn bè, cô bác, rất nhiều người đã khuyên Nghĩa, nhưng mà Nghĩa vẫn quyết định đi theo con đường đó. Và khi Nghĩa mà đi theo con đường đó thì bạn luôn có một cái kế hoạch cho tương lai của bạn từng năm, từng tháng, và bạn theo đuổi kế hoạch đó, chứ không phải là bạn thích làm hôm nay làm cái này, mai làm cái khác. Ở đây là bạn thân của Nghĩa, bạn này bạn có gia đình rồi, bạn có vợ và vợ sắp sinh rồi. Cũng có ăn ngủ chung, nhưng mà không có gì hết anh Linh nhé. Ủa, bạn sắp sinh rồi hả? Vợ của bạn sắp chứ. Sinh. Nó bạn sắp sinh không mà. Dạ vâng ạ. À, rồi, xin phép nói về bạn nữ. Chị rất là ấn tượng với em. Ha, một cô bé rất là thùy mị, dễ thương, nói chuyện rất là điều độ, cá tính, nhẹ nhàng. Cho nên nếu mà hai em cảm thấy mình có duyên với nhau thì mình cũng có thể mình tìm hiểu thêm. Cho gặp bạn thân chút xíu thôi. Dạ vâng. Em chơi với Nghĩa mấy bao nhiêu năm rồi? Dạ em quen Nghĩa là từ năm cấp 2, từ năm lớp 7. Hai đứa học chung lớp rồi lên cấp 3 cùng chung. Rồi bắt đầu vô sinh viên, thời gian ở chung với nhau. Rồi sau đó đứa ở nơi. Em lấy vợ trước nhưng để bản thân em không có người yêu là sao? Chắc do cái giai đoạn hai đứa ra ở riêng. Cái buồn quá, cái đi lấy vợ hả? Thôi, bây giờ mình thoải mái nói chuyện với nhau để tìm hiểu xem có phải một nửa yêu thương của mình hay không. Mở rào! Bắt đầu đi Nghĩa. Chào em. Hôm nay mình gặp ở đây cũng là một cái duyên. Anh cũng có món quà muốn tặng em. Dạ. Món quà này thì anh chuẩn bị cách đây 6 năm rồi. Dạ. Lúc anh còn sinh viên thì anh nghĩ là sau này nếu như mà gặp một người con gái nào đó mà mình có duyên, có cảm tình thì anh sẽ tặng món quà này. Dạ. Thì anh đã giữ nó 6 năm. Dạ. Em tặng anh món quà, đây là hai cái cây và em cũng mong là sau này anh sẽ có một người bên cạnh và hai người sẽ gắn bó với nhau bền vững như là cái cây này. Yeah. Cảm ơn em. Mua món quà để 6 năm chờ hôm nay mới tặng. Không, em làm anh. Em làm. Em chỉ mua hai gói bông thôi rồi em về em tự dán ạ. Cứ mỗi năm em thấy cái gì mà thích cái em mua về em dán thêm. À. Là em dán luôn 500 đồng lên đúng không? Dạ em thắt rồi em gắn lên ạ. À em thắt lên em gắn. 6 năm qua đỡ tốn tiền tặng dễ sợ luôn. Thơm nhưng mà hồi xưa nó trắng lắm, để 6 năm mà xong nó cũng cũ. Cái màu đó cũng hợp với áo em lắm á. Anh nè. Rồi bây giờ hai bạn mình hãy nói về cảm nhận của nhau khi mà lần đầu tiên gặp nhau. Dạ thưa anh. Tính em thì cũng hơi nhát á, nên là anh có phải là một người nói nhiều không? Tại vì nếu mà anh không nói thì em cũng không nói, là hai đứa cũng im lặng luôn á. Anh nói khi cần thôi. Ví dụ như em mà ít nói hơn anh thì anh sẽ nói nhiều hơn em một xíu để tạo không khí. Nhưng mà không có nói gì lố hay là quá đáng đâu. Yên tâm. Hai bạn chưa hẹn hò ai lần nào. Dạ. Bây giờ mình hãy lên kế hoạch hẹn hò cho mình đi nè. Hiện tại thì thời gian của anh còn rảnh cũng khá là nhiều. Công việc thì anh lên đài anh quay ban ngày thôi. Nhưng mà quay cũng rất là nhanh. Và khoảng 15 phút là một số rồi. Vậy một ngày em quay mấy số? Dạ, hiện tại một tuần em được có 3-4 số thôi. Anh có nghỉ thứ bảy chủ nhật không? Chủ nhật thì anh thường hay bận. Buổi tối thì thường rảnh rất là nhiều. Dạ, thường khoảng... buổi tối em cũng rảnh. Cho nên mình có thể có nhiều thời gian để tìm hiểu hơn. Mình tìm hiểu ở đâu? Qua điện thoại hả? Cụ thể là ví dụ mình đi coi phim. Dạ. Hay là đi chơi. Ví dụ như rảnh thì mình có thể đi xem phim hay là đi nói chuyện gì đó.
lâu lâu thì hứng lên, mình nổi hứng lên gì đó, ngẫu hứng á, thì mình có thể mình đi từ thiện hay là gì chẳng hạn. Nói chung là mỗi việc nó sẽ có một ý nghĩa riêng, rồi nó là không làm cho cái mối quan hệ nó trở nên nhàm chán. Dạ, hai người chưa yêu nhau nói chuyện nghe bay bổng ha. Em muốn hỏi anh một điều là nếu như mà cưới nhau thì anh có thể ở rể được không? Ví dụ như mà gia đình em cần có người chăm sóc, cần có hai đứa con ở bên cạnh thì anh sẵn sàng. Có lý do thì hợp lý thì anh sẽ đáp ứng được. Tại vì anh cũng rất là dễ sống. Bây giờ thế này, em đứng lên đi Nghĩa. Đây, đứng đây. Nào, hai bạn nắm tay nhau. Nắm tay bên kia luôn. Em có muốn tặng quà nào đó, nhìn thẳng vào bạn gái và nói cái gì đó? Dạ, lúc ở ngoài cánh gà chờ vào thì em cũng có làm một bài thơ. Nói với bạn gái đó. Hôm nay bạn muốn hẹn hò, cốt là anh muốn thăm dò mạch sông. Nếu em là hạt là công, xin em cho anh làm chồng em nha. Với lại có chế một bài hát nữa ạ. Thơ là lạ quá nha. Chế bài hát làm luôn. Dạ. Nhìn nhau, hai mắt nhìn nhau. Đã chót yêu người rồi, đã chót yêu người rồi, đã chót yêu người, yêu trọn đời không đổi thay. Đã chót yêu người rồi, đã chót yêu người rồi, đã chót yêu người, yêu thật lòng không đắn đo. Đêm tình đêm, anh nằm mơ, anh nhớ em, nhớ những lúc yêu thương ngọt ngào giữa chúng ta. Anh đợi chờ và cứ mãi đợi chờ. Em yêu ơi, đôi bàn tay anh em hay nắm, giật mình trong đêm, anh sẽ tìm thấy lối ra. Sau lưng là bóng tối. Tiếp luôn em, tiếp luôn cưng. Hay vậy? Em quên rồi chị. Không, dễ thương đó. Không, tự nhiên em nhớ mà sao giờ em quên rồi. Coi như có bồi hồi, có rồi là có rung động rồi đó. Hai bạn dễ thương lắm. Thật sự á, anh đã làm mai mối rất là nhiều. Anh thấy hai bạn rất là trong trẻo luôn. Hình như trong veo luôn á. Nắm tay chặt đi, chặt dạ, đi. Đúng rồi. Có cảm giác gì không? Dạ, cũng có. Cảm giác thế nào? Hồi hộp. Hồi hộp. Còn Nghĩa cảm giác thế nào Nghĩa? Em thấy ấm. Thấy ấm. Rồi, được rồi đó. Đút lui về ghế đi. Nhắm mắt lại. Chưa yêu lần nào, chưa nắm tay lần nào, chưa hôn lần nào. Nhưng đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Bởi vì các bạn nói đã yêu là cưới, và mối tình đầu cũng là mối tình cuối. Vậy thì kiểm tra thật chặt con tim của mình nha. Mời cặp đôi chưa yêu lần nào biết ra làm sao. Để hai tay vào nút bấm. 3 2 1. Hết thời gian. Chúc mừng hai đứa. Nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Dạ, con chào bác ạ. Và con xin chào gia đình bên bạn ngày hôm nay. Cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn gia đình mình đã tạo cho hai đứa con có duyên với nhau để được gặp nhau. Con cũng cố gắng để dành nhiều thời gian để chúng con có thể đồng cảm với nhau hơn, cũng như là hai gia đình sẽ có thêm con dâu ngoan chàng rể Thảo. Dễ thương lắm. Cầu mong những điều hạnh phúc tốt đẹp nhất sẽ đến với hai đứa. Và để đánh dấu cho cái ngày hôm nay thì chị nghĩ là hai bạn mình hãy hôn nhau để mọi người cùng chứng kiến. Đúng không anh Linh? Đúng rồi. Xin phép mà bác đi. Đây là quy định của chương trình. Thật sự nếu ta bấm nút thì chuyện đó bình thường. Dạ thưa bác, thưa chị và quý vị khán giả. Hôm nay thì em rất là vui. Hy vọng là con bác cho phép. Hôn môi, hôn môi, hôn em môi. Nghĩ là... Dạ thôi hôn má được rồi. Dạ, em nghĩ là hôn má. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Từ 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 từ. Nụ hôn đầu tiên đó, nó quan trọng đối với dạ. Đời chúng ta lắm. Em lần đầu tiên mà có hôn chị xỉu ngay tại anh xỉu tại chỗ luôn. Nụ hôn đầu tiên, cái má bên. Dạ bắt hình nhanh nhanh giùm em. Từ từ để nguyên, để yên nguyên. Để yên, để yên. Để nguyên. Nụ hôn đầu tiên nó lâu lâu xíu hít. Từ đâu ra ra ngoài vậy không? Không có thấy kìa. Kiến cắn anh, kiến cắn. Không có kiến ở đây. Tôi chưa thấy có đụng cái má gì chưa á. Em cho. Dạ. Từ từ nha. Để yên, làm để lại yên. Đó. Để yên. Coi sát chưa? Sát nữa, sát chút xíu nữa. Sát vô sát chút xíu nữa.